Chương trình này được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 sáu để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình cà phê sáng của Lý Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Lý Sài Gòn TV. Hôm nay là thứ hai ngày 8 tháng 4 năm 2024 và tôi với quý vị chúng tôi có trên mạng Facebook, trên YouTube, quý vị coi ngay live bây giờ và coi lại sau đó nhiều video. chúng tôi có ở miền Nam California TV bình thường là 56.10, Bắc Cali 16.11 và bên Houston Texas là 27.6 cũng như là có ở trên mạng littlesaigontv.com Hôm nay là ngày 8 tháng 4, ngày mà toàn nước Mỹ và nhiều nơi nữa trên thế giới này Đón chờ xem cái uh, hiện trạng nhật thực nó sẽ xảy ra như thế nào Và mấy giờ thì coi được làm sao để mình nhìn thấy được nhật thực một cách an toàn Thì mời quý vị cùng theo dõi chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay Trước tiên thì phải nói tới tin sổ số, số đi hả ngày thứ bảy vừa qua đó sau khi mà powerball sổ xong à, chúng ta phải chờ thêm vài tiếng đồng hồ nữa tại vì máy móc gặp trục trặc cho nên họ chưa có nói là có bao nhiêu vé đã trúng hoặc là à, à, trúng nó như thế nào rồi làm sao đó thì thưa với quý vị hôm à, ngày 6 tháng 4 ngày thứ bảy à, đây là những con số của powerball 22 27 44 52 69 và powerball là con số 9 thì sau vài tiếng đồng hồ bị trì hoãn thì cuối cùng người ta đã công bố là có một vé số trúng mà được mua ở tiểu bang Oregon. Không biết là tờ vé số này là của một người mua hay là của nhiều người hùn tiền lại mua. Một nhóm người hay là trong hãng xưởng hay là trong công ty làm việc hay là sao thì không biết. Nhưng mà chỉ biết là chỉ có mỗi một tờ vé số là trúng hết tất cả những con số này. Và nếu mà lấy tiền mặt liền một lúc nha, không phải trả góp trong vòng 30 năm, thì người này mang về là 612 triệu đô la. À, tới giờ phút này thì chưa thấy ai đứng ra nói tôi là người sở hữu tờ vé số đó hết. Cho nên à, chúng ta cũng đang chờ trong ngày sắp đến coi coi sẽ lộ diện ra coi cái người nào là cái người sở hữu tấm vé số đó. À, nhưng mà ngày hôm nay trở lại đó thì thưa với quý vị, mình vẫn còn có cơ hội dù không còn là tỷ nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì vẫn là 20 triệu cho Powerball nè Rồi Mega Million tối mai là một gần 100 triệu rồi Thấy không? Ừ. 100 triệu mà lấy về đó Ngay lấy lập tức là 45 triệu Còn nếu mà 20 triệu thì mình trúng đó Một tờ vé số 1 thôi đó Thì mình lấy về cũng tròn chèm là 10 triệu rồi 10 triệu đó, chứ đâu có nhiều nữa đâu Mà có thể chờ tới 1 tỷ mới đi mua vé số anh Nguyễn trường cứ nói mình lấy về bao nhiêu đó mình lấy về bao nhiêu đó y như là cái chuyện mà trong tầm tay của chúng ta vậy <laughs> người ta, <laughs> nghe ta nói rằng là, là, là <laughs> à, một người đó mà có cơ hội đó bị xét đánh đó, một một đời người tới ba ừ. lần nó còn nó còn dễ hơn là trúng vé số nữa yeah, không biết bao giờ mình mới có cái cơ hội trúng số như vậy còn thường á tại sao mà khi mà người ta trúng số ngay sau đó mình không thấy người ta công bố cái tên người đó lên liền ừ. hoặc xuất hiện liền là nghĩ họ phải ngồi để mà trấn tĩnh lại. <laughs> trấn tĩnh lại phải mất một thời gian rồi sau đó còn phải đi làm thủ tục để xác nhận rằng là phải là cái người đó đúng, đúng không? Quay số tiền nó quá là lớn như rồi vậy. người ta phải sáng ngày ra thì người ta phải đi mua điện thoại mới, số mới rồi người ta tính là ngày mai là mình bắt đầu tắt Facebook, tắt Messenger, Zalo, yeah. không còn liên lạc với ai nữa. Không phải làm sao để ý mà bảo đảm an toàn là cái cái chỗ xung quanh khu vực của họ là phải an toàn. Ừ. cái tờ vé số nó cất ở đâu? để cái cất xong rồi cái sau đó kiếm hoài không ra, nó còn mệt nữa. À, thưa quý vị, à, như phần đầu anh Nguyễn Trường có nói là hôm nay thì chúng ta sẽ xem nhật thực. Ờ, ở một số nơi ở ngay Cali chúng ta cũng có thể xem mặc dù nó sẽ không có rõ ràng như nhiều người đi qua bên Texas để mà coi nhưng mà sau chương trình cà phê sáng sau thời sự thế giới là bắt đầu có thể xem được rồi hình ừ. như bắt đầu từ 10 giờ 10... 8 phút thì phải à, ở khoảng à, đó đúng không sẽ à, kéo dài đến 10 giờ cái vùng khoảng rưỡi giới ừ. ở Tây Cơ và Texas là sẽ thấy đầu tiên hết theo ừ. à, như dự đoán này, ngày hôm nay NASA cho biết là 9 giờ 51 phút là sẽ bắt đầu có cái hiện tượng này nhưng nhưng mà 9 giờ một phút thì mình chỉ thấy một tí xíu xíu cái cái phần của mặt trăng nó lấn sâu ừ. vào mặt trời thôi nó không có gì là rõ ràng hết nhưng mà phải chờ tới sau 10 giờ đó thì mới bắt đầu nó thấy rõ ràng nhưng mà nếu mà ở California mình đó thì mình chỉ thấy được có một tí xíu mặt trăng nó lấn vô mặt trời thôi à, nhưng mà tới sau đó vài tiếng đồng hồ tới 12 giờ mấy giờ bên New York á thì lúc bây giờ mới thấy được nguyên cái mặt trăng nó nằm ở ừ. trong cái chỗ mặt trời nó che khuất lại đó thì lúc bây giờ mới là hiện tượng mà rõ ràng nhất nhưng mà nếu mà như vậy đó thì ở california mình đã là 3 tới 4 giờ chiều rồi nếu mà giờ ở new york 12 giờ đi thì ở đây đã là 3 giờ chiều rồi um, New York đi trước mình 3 tiếng, đó. tức là ở ở New York mà nếu mà 12 giờ trưa thì ở đây là 9 giờ sáng. Oh, 9 giờ sáng đúng dạ. rồi đúng rồi. Cho nên ở đây mình Ngọc Lan xem cái tin thì mình sẽ bắt đầu ừ. coi được khoảng từ 10 giờ khoảng 10 giờ 10 6 phút 8 phút gì đó dài ừ. dài cho đến khoảng 10 giờ rưỡi thì những ai mà thích xem những cái hiện tượng tự nhiên như thế này thì quý vị có thể vào cái giờ đó sau phần thời sự thế giới xong là bước ra ngoài trời bắt đầu nhớ đeo kính, ai không có cái kính mà mà dùng chuyên để đeo đó thì mang kính mát. Thì à, đừng có dơ mắt lên thì kính mát cũng không có bảo Ông vệ thấy, được hả? nhưng mà nó nhưng chỉ giúp đỡ. đỡ thôi yeah. à, người ta nói rằng là uh, cái kính mát của mình đó nó không có bảo vệ được cái mắt của mình đối với lại nếu chúng ta nhìn thẳng lên mặt trời như vậy nhưng mà nó cũng đỡ một tí nếu mà chúng ta nhìn bằng mắt thường vậy không có gì đeo bảo vệ hết á thì nó sẽ gây nguy hiểm cho nên uh, quý vị nhớ là uh, cách nào đó đó thì mình À, một là chạy ra quá mà ta mua ngay cái kính đó Giờ này không, à, giờ này không còn <laughs> à, Amazon không còn giao kịp nữa đâu à, tuy, tuy nhiên nếu mà tới giờ phút chót rồi không có kính đó, Thì nhớ đeo kính mát vô cũng được à, Thưa quý vị và cũng một cái tin nữa liên quan đến tiền Đó là những ai mà trong thời gian qua Từ ngày 1 19 tháng 10 của năm 2018 Cho đến 19 tháng giêng của năm 2024 Mà quý vị có đi Walmart quý vị mua thịt, thà, rau, củ vân vân thì quý vị đều có cái cơ hội được nhận cái khoản tiền bồi thường ừ. do Walmart phải trả đến là 45 triệu đô la. À, đây là một vụ kiện tập thể. Họ nói vụ kiện tập thể này à, xảy ra khi mà người ta nộp đơn lên đó, đơn kiện lên là vào năm 2022. Lý do mà họ kiện đó là bởi vì họ nói rằng là Walmart à, họ quảng cáo rằng những cái những cái sản phẩm như là thịt, như là rau củ quả đồ của họ đó, trái cây vân vân, bán với cái giá nó sẽ cạnh tranh mà, giá rất là rẻ. Tuy nhiên khi mà người ta đóng gói từng cái bịch đó hay là từng cái hộp quý vị vô qua mắt quý vị mua đó thì thấy rằng là những cái đó khi mà họ cân á thì tính tiền ra họ thấy rằng thật sự nó mắc hơn là cái giá mà họ quảng cáo thì ừ. đó là lý do mà để người ta đi kiện họ nói là bán không có đúng như thế thì mà khi kiện dĩ nhiên thì walmart họ không có uh, nói rằng là họ không có hề sai họ không có đồng ý với cái cái việc mà những cái lý do đưa ra để kiện nhưng vì để uh, có lợi cho đôi bên cũng như là đỡ tốn kém thời gian sức lực thì thường những cái lúc mà dàn xếp thì cái bên mà bị thưa họ hay dùng cái đó họ nói là họ không có thua nhưng mà để tiết kiệm thời gian thì họ đồng ý với cái khoản bồi thường đó là 45 triệu đô la cho nên là những ai mà quý vị có đi chợ đi Walmart trong thời gian này thì quý vị đều có thể được lãnh tiền hết à, người ta nói những người mà không có giữ lại những cái receipt quý vị đi lúc đó thì quý vị vẫn có cơ hội được nhận từ 10 đô la cho đến 25 đô la quý vị cứ việc vào trong cái cái trang mà người ta đưa ra cho mình để mà mình có thể mình mình claim cái cái tiền đó đó. Còn những ai mà có được giữ hết những cái receipt mình đi chợ đó giờ nhiều người có cái thói quen đó thì quý vị có thể nhận được cái số tiền lên đến 500 đô la. Đó là ừ. cái số tiền mà họ ước đoán rằng là cao nhất là quý vị có thể nhận đến 500 đô la. Còn lại thì không có receipt gì hết. Bây giờ trong thời gian từ 2018 cho đến ngày 2 cho đến ngày 19 tháng 1 của năm 2024 nếu quý vị có lần nào đó nhiều khi có người đi một lần hai lần thôi họ cũng vào họ có thể là họ làm được cái chuyện đó uh, đây đây là cái uh, cái uh, cái, uh, cái trang mà quý vị có thể vào để mà xem họ có cho ở đây những cái ngày đó là ngày 22 tây tháng năm uh, của năm nay sẽ là cái hạn chót để mà quý vị vào uh, mình mình uh, giống như là mình khai cái chuyện mà mình có đi chợ đó thì họ sẽ hỏi mấy cái câu xong rồi họ sẽ gửi tiền về cho quý vị thường những cái này nó đơn giản ví dụ ai có thời gian rảnh rỗi vô làm và để xem coi cái cách người ta những khi những cái vụ kiện tập thể này họ gửi tiền về thì họ sẽ gửi như thế nào rồi hú họa có người thì nhiều khi họ lãnh được cũng rất là nhiều tiền có người thì vài đô la cho vui vậy xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 Trở lại với cà phê sáng thì trên mạng Facebook trong những ngày vừa qua đó thì rất nhiều người đã đọc qua những cái tin thí dụ như là chợ 99 xu đóng cửa, chúng ta hãy đi mua cái chợ mua những cái hàng hóa mà người ta đang bán sale ở trong cái chợ 99 sen đó. Rồi nhiều người nói về những cái kỷ niệm của những cái tiệm 99 sen đó khi mà chúng ta mới bắt đầu qua Mỹ, cuộc sống nó còn khó khăn nó thì nhiều người đi cái chợ 99 sen này. Thưa với quý vị, uh, chợ 99 sen nó có từ năm 1982 uh, do ông uh, Deb go à, gọi là khám phá ra tức là ông 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 khai sáng ra cái chợ 99 mươi cent từ cái tiệm liquor store của gia đình của ông thì thì ông nói rằng là chúng ta phải mang những cái món hàng với cái giá rẻ nó xuống còn có 99 xu thôi tức là chưa tới một đồng lúc bấy giờ nha là một đồng nó cũng to hơn là ba bốn đồng bây giờ nữa đó cho nên thôi quý vị khi mà bán những cái mặt hàng 99 xu lúc bây giờ đó nó có nhiều cái mặt hàng giá trị lắm Tôi còn nhớ đó là nếu mà vào những cái năm đó mà đi mua cục pin hai chữ A, cục pin vuông hay là cục pin ba chữ A đi thì một 99 cent mình có thể mua được hai gói. Nhưng mà bây giờ thì không phải là như vậy. Bây giờ 99 cent chưa chắc mua được một gói nữa. Nó phải là một đồng 49 hay gì đó. Nó không còn là những một mặt hàng 99 cent như cái tên tiệm nữa. Thì năm 1982 khi mà ông làm ra cái tiệm đầu tiên ở Los Angeles và sau đó Quất trường là Nevada, Arizona, Texas. À, hiện tại là có 371 tiệm. Thế thì hôm thứ sáu sau khi mà tuyên bố rằng là toàn bộ hệ thống cửa hàng 99 cent đóng cửa. Ngọc Lan còn nhớ là mình đi tới một cái tiệm 99 cent ở trên đường Brookhurst. Cái tiệm đó nó to lắm. To hơn những tiệm bình thường yeah. mà nó đầy okay. đủ đồ luôn á. Hôm ừ. qua tôi có ghé lại cái tiệm đó. Thì nó coi như là tiếng tiếng bình dân gọi nha. nó banh chành hết rồi ừ, tức là người ta người ta vô mua người ta lấy những cái gì mà người ta cần nghĩ rằng là sau này sẽ sẽ cài xài tới đó ừ. thì nhiều mặt hàng được giảm giá lên tới 30 mươi cent đó thí dụ như là nhiều nhà có tổ chức bớt đê phật hay là cái gì đó thì bây giờ người ta vô người ta mua canh chảy bàn nè nó rẻ lắm rồi bong bóng nè rồi máy bình bơm bong bóng nè rồi muỗng nĩa này kia nó cái gì cũng 99 mươi cent hoặc rẻ hơn thì theo như ông chủ tịch của công ty um, 99cent cho biết, có bốn lý do mà công ty phải đóng cửa. Thứ nhất là tại vì cái cách thức người ta đi mua hàng nó không còn như hồi xưa nữa. Người ta tới tiệm, người ta thấy cái đó bắt mắt rồi người ta mua hay là người ta đi vòng vòng ở trong đó, người ta thấy cái gì rẻ người ta mua. Bây giờ thì người ta có thể ngồi ở nhà online, người ta mua hàng sale, cũng là sale rồi được gửi tới nhà rồi free shipping đó là một cái thứ nhất thiệt hại cho công ty 99 mươi sen cái cách thức người đi mua hàng cái cái thứ hai đó là vấn đề về à, khủng hoảng kinh tế cũng làm cho à, nhiều người chần trừ khi mà muốn đi mua cái gì đó ở trong trong chợ thí dụ người ta nói à, à, thay vì mua hai nẻ chuối bây giờ người ta mua một thôi à, hai hộp cereal thì bây giờ người ta mua một hộp thôi cái cái cách đó nó cũng làm cho cái hàng nó bị tồn động lại nhiều nó không còn như hồi xưa rồi thứ ba nữa đó là hàng hóa nhiều khi nó hết hạn ví dụ như là trái cây đi nếu mà bán không kịp trong vòng một ngày hai ngày ba ngày thì cuối cùng cũng phải bỏ đi cho nên nhiều khi nó quý vị thấy à, phía đằng sau lưng của chợ 99 mươi sen lúc nào cũng có nhiều cái thùng hàng mà mình thấy ô oh, tại sao đồ ăn quăng ở ngoài này trong những cái thùng pin nó nó rất nó nhiều là tại vì có những cái mặt hàng người ta chỉ bán trong một hai ba ngày thôi hoặc là nó hết hạn người ta phải quăng nó đi thiệt hại cũng là chỗ đó nè rồi vấn đề tiền lương của nhân viên bây giờ nó tăng lên nữa đó rồi chủ cả là kham không nổi cho nên cũng nghĩ tới cái việc cắt giảm nhân viên rồi còn lại ít nhân viên đó thì sao không có tránh được cái tình trạng nhân viên hoặc là người mua hàng ăn cắp những cái món hàng ở trong chợ nữa ừ. người ta nói là thất thoát từ cái vấn đề bị mất cắp đó nó kinh khủng lắm cả năm lên tới cả tỷ đô la tiền mất cắp hàng hóa không biết mặt hàng đó bốc hơi đi đâu nữa cho nên người ta nói rằng là cái cách mà quản trị một cái cửa tiệm đó nó vừa ít nhân viên mà nó lỏng lẻo nó làm cho cái tình trạng chợ 99 sen nó như vậy. À, tuy nhiên khi mà đọc những cái bài báo họ nói rằng là ngoài chợ 99 sen đóng cửa ra đó thì nhiều người mất đi những cái kỷ niệm với cái chợ này. Tôi một năm tôi đi chợ đó cũng bốn năm lần khi mà mình cần những cái mặt hàng gì mà nó xài một lần rồi bỏ đi thí dụ vậy chạy ra vào mua vừa đó mua cho nó cho mình nghĩ là nó rẻ nhưng mà nhiều thi đấy nha cái mặt hàng đó ví dụ ở chợ khác bán 3 đồng thì nó được 50 cái còn 99 sen đó thì có 99 sen thôi nhưng mà được có 400 cái như vậy mình thấy nó rẻ cái tiền nhưng mà cái số lượng thì nó đông không có cái chất lượng nó không có bằng như là ừ. những cái chỗ khác nhưng mà mình mua là mình thấy nó ồ oh, có 99 sen thôi à, có cái điều đó là nhiều người đã nói uh, mỗi khi mà có nhiều người Việt Nam mà mới qua Mỹ nha họ hàng hay chợ đi chợ 99 sen lắm mua sắm những cái này cái kia cho nó rẻ đó mà tại vì khi mà người ta mới qua người ta cần đồ nhiều đó thì người ta nghĩ ngay đến chợ 99 sen cho nên rất nhiều người trong thời gian mới qua thì đã vào trong những cái chợ này ông vừa rồi tôi thấy có bạn đăng ở trên Facebook nói rằng là lúc hôm thứ sáu cái tin này vừa mới loan lên đó tiền sáng và trưa hôm đó đi vào chợ 99 xe nó còn vắng. Tới chiều lúc mà mọi người đi làm về đó thì trong đó nó hỗn loạn hết trơn. Nó rất là đông người để đi vô mua đồ những cái đồ mà mà họ nói rằng là sẽ sale hết à từ những cái dụng cụ để cái 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 gọi là cái gì? Cái cái, cái kệ đó, từ những cái kệ là cái fixture là những cái tủ nè, những cái ngăn nè rồi những cái gì đó mà có ở trong chợ là coi như họ bắt đỏ bán bán tháo hết. À, đóng cửa hết 371 cửa tiệm. À, bài báo ở trên KTLA hay là Los Angeles Times có nói rằng là chúng ta vẫn còn có cơ hội để mua những mặt hàng rẻ với lại những đối thủ cạnh tranh thí dụ như là cái gì Dollar, Dollar Store hả? Dollar Store hay là General Family uh, Store gì đó. Những cái cửa hàng đó nó cũng có cách giảm nha, nó có nhiều cửa hàng trên hơn chợ 99 cent nhưng mà family dollar, dollar store gì đó nó cũng nói rằng là uh, sẽ đóng cửa khoảng một ngàn tiệm uh, từ giờ đến cuối năm nhưng mà họ tại vì có ba bốn ngàn tiệm thì đóng một ngàn tiệm vẫn còn nhiều tiệm đó cho nên họ nói rằng là nếu chúng ta không có đi chợ 99 mươi để mua đồ được nữa thì mình bây giờ mình quay qua những cái cửa hàng khác uh, như là uh, dollar Fam, dollar store dollar General. Đó, đó những cái cửa hàng đó thì cũng cần. tôi nhớ là ở ngay uh, Costco của Fountain Valley cách đó cũng cùng một cái building đó đó cách đó chừng mấy canh á thì cũng có một cái tiệm mà là bán những cái mặt hàng 1 đồng 2 đồng 3 đồng <laughs> ngọc lan thì ít đi cái đó nhưng mà thấy mọi người có vẻ là rất là à, tiếc nuối ừ, về nhiều hàng, người tiếc và Dạ 99 cent. sen à, thưa quý vị à, trước cái à, ở phần 1 ngọc lan cái nói về cái chuyện mà à, khi mà những cái công ty ví dụ như walmart Target hay là google nhiều khi họ có những cái kiện rồi họ bồi thường đó thì chúng ta có thể nếu có sử dụng những cái dịch vụ của họ chúng ta có thể vào chúng ta claim thì họ có thể uh, gửi cho chúng ta tiền. Uh, ngoài ra có một uh, cái này hình như có một lần chúng ta nói rồi nhưng mà uh, nhiều người cũng không có để ý. Rất là nhiều người chứ không phải một người. Ừ. Thì bây giờ xin nhắc lại một lần nữa. Chúng ta có uh, quý vị vào ở trên website, quý vị gõ chữ là Unclaimed property. Thì quý vị vào đó ví dụ như chúng ta ở tiểu bang California thì là unclaimed property California thì nó ra ngay cái website đó của chính phủ. Vào trong đó thì quý vị sẽ uh, tìm xem coi mình có những cái khoản tiền bạc gì mà nó rơi rớt ở đâu đó mình uh, không có lấy, mình quên, mình chưa có lấy hay không. Thì quý vị khi vào đó đó thì quý vị gõ ngay chỗ mà uh, search unclaimed property này. Ở trong này á người ta kêu là mình ghi tên, ghi địa chỉ, ghi thành phố, vân vân nhưng mà cái lời khuyên đó là quý vị chỉ cần gõ tên của quý vị thôi, gõ tên đừng gõ địa chỉ, bởi vì lý do từ lúc chúng ta qua Mỹ đến bây giờ có thể là chúng ta đã ở rất là nhiều nơi mà mình không có nhớ, đôi khi mình không có nhớ hết, thì quý vị chỉ cần gõ cái tên, thì quý vị sẽ thấy wow nó có nhiều cái chuyện ngạc nhiên xảy ra, thì ví dụ như Ngọc Lan gõ cái cái tên của mình vô đi thì quý vị sẽ thấy không phải là tên của một mình Ngọc Lan đâu và nó ra cái gì nữa, à, không gõ địa chỉ ha thì à, khi mà quý vị gõ vào đây như thế này á, rồi đánh vô là mình không phải là robot, mình là người, thì quý vị sẽ thấy chuyện gì nó sẽ xảy ra ở đây, à, người ta sẽ ra một dọc những cái tên đều có cái tên mà mà mình muốn gõ vô, ví dụ như là Ngọc Lan thì có Ngọc Lan đủ thứ Ngọc Lan trong đó, thì và nhiều cái thành phố nữa ở trong này thì mình có thể mình sẽ xem coi coi có tên mình ở đâu không hay là tiền như thế nào thì sâu sau phần mà thông tin thương mại thì Ngọc Lan sẽ nói thêm về vấn đề này. Chương trình này được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345 Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Leader Gòn TV. Trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nhắc lại là mình có một cái website tên là Unclaimed Property. Vào đó để mà mình tìm xem là mình có những cái khoản tiền, à, những khoản tiền này á nó nó đa dạng vô cùng. Có khi á là mình đi trả lại mình mua đồ xong mình đi trả lại cái món đồ đó rồi sau đó thì họ có thể là họ nói họ gửi cái check về cho mình hoặc là sao mình chưa có lấy rồi có nhiều khi đó là mình trả một cái khoản tiền gì cho những cái dịch vụ mà cái tiền đó là mình trả quá cái mức đến khi người ta coi lại người ta thấy ô oh, cái cái tiền này là nó nó còn dư rồi người ta trả lại vô đó mà mình không nhận cho nên họ đưa qua bên bên giống như là cái cái chỗ này của chính phủ họ giữ những cái khoản tiền đó thì bây giờ nếu như mình đi tìm mà mình thấy có cái tên mình mình thấy ô oh, cái địa chỉ này nè là đúng là mình đã từng mình từng có sử dụng cái địa chỉ này để mà mình xài cái thẻ tín dụng hoặc là bất kỳ thì quý vị cứ việc mạnh dạn vào trong đó để mà mình trả lời những cái yêu cầu của họ ví dụ tên rồi ngày tháng năm sinh số an sinh xã hội rồi xong rồi địa chỉ email số điện thoại vân vân thì họ nói là ồ như vậy thì quý vị đồng ý là quý vị claim có nghĩa là mình mình gọi là khai để mà nhận cái tiền này thì mình bấm vô xong sau đó họ sẽ À, giống như là xác nhận lại xác minh lại có đúng hay không thì họ gửi về cho quý vị thì khi mà vào trong này á ngọc lan xin nhắc lại là Unclaimed property quý vị gõ vào đây mỗi một tiểu bang đều có cái này hết ví dụ như mình ở cali thì mình sẽ tìm ở california còn ví dụ như thời gian đó mình sống ở cali rồi sau này mình dọn đi tiểu bang khác thì mình có thể gõ cái tiểu bang khác thì bây giờ ở đây là ngọc lan đang vào là của tiểu bang california à, và một cái một cái lời giống như một cái tiếp À, để quý vị dễ đó là quý vị đừng gõ địa chỉ chỉ gõ cái tên mình thôi ừ. gõ cái tên mà thường á người ta gõ cái tên nó chỉ có hai chữ thôi à, không nhiều khi không có cần cái chữ uh, tên lo. cái tên, tên lót à, ví dụ như an nguyễn hay đừng có gõ là an nguyễn thì đừng có an thị nguyễn thì nó sẽ khó ra hai chữ nhưng mà xong trong đó đó thì nó sẽ uh, đưa ra cho quý vị một dọc tên giống giống như tên của quý vị nhưng mà sẽ đủ ở các thành phố đủ các địa chỉ hết và người ta sẽ cho biết là cái số tiền ừ. mà cái người đó ở uh, chưa có nhận là bao nhiêu nhiều người thì có những cái số tiền rất là ít ví dụ như có vài sen hay là ừ. có một hai đồng thì quý vị thấy ở uh, vui vui mình thử mình vào mình đem thử rồi mình lấy được hay không nhưng mà có những người cái số tiền họ lên nhiều lắm nha có người đến mấy ngàn đô la mà không hiểu tại sao ví dụ như có những cái đó là cái khoản bảo hiểm gì đó họ xài rồi họ không xài nữa mà họ không biết rằng là họ sẽ được trả lại à, rồi à, có những cái như là à, tiền ở trong những cái account mà bây giờ đóng rồi hoặc là rất là nhiều Ngọc Lan không có thể mà mô tả được hết tất cả những cái cái loại hình mà người ta trả chỉ biết rằng là những cái số tiền ở trong này có nhiều người đó khi mà mà họ vào họ xem thì họ bất ngờ là bởi vì giống như tiền từ trên trời rơi xuống nó từ đời nào mở ra nhất là những cái khoản tiền lớn vài trăm đô la vài ngàn đô la thì thấy uh, rất là hay thì quý vị cứ vào thử để mà xem mình hay người quen của mình người thân của mình anh chị em trong nhà nó có những cái mà mình không biết thật sự không biết khi mà ngọc lan làm cái này thì mình cũng thử cho một vài cái người thân trong gia đình cái mình ngạc nhiên ủa có có những cái khoản này thì uh, có thể lúc mới qua mỹ uh, có những cái tiền mà mình không có biết rành rồi à, quý vị gõ cái tên đó và nếu như ở tiểu bang khác thì quý vị sẽ à, thêm vào trong đó là cái tiểu bang của mình nhưng mà thường cái website này đó nó sẽ có cái chữ mà chấm gov tức là của government à, mình không có đi lung tung được và nó nó là một cái website chính thức cho nên quý vị yên tâm khi mà người ta nói quý vị để những cái thông tin cá nhân vào nhất là khi <laughs> quý vị lên mạng internet mà quý vị gõ tìm kiếm đó thì nhiều khi cái trang đó nó cũng giả mạo nó không, không có để cái chữ gov phía sau đó mà nó là cái khi mà mình click vào đó thì nó sẽ ra cái trang nào đó khác thì quý vị nhớ để ý nhìn lên cái hàng địa chỉ internet á mình nhìn coi là nó có vẫn còn là uh, unclaimed property gov hay không gov đó uh, của california hay không hay là nó lại là cái chữ gì đó abc gì đó thì cái đó là không phải À, đồng thời nữa là à, khi mà mình gõ vào như vậy đó thì à, quý vị cẩn thận nhé, à, tại vì mình phải cho cái thông tin của mình đó thì cho nên nhiều khi mình click 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 mình cứ không có nhìn vào cái địa chỉ đó dễ dàng mình lạc vô những cái trang khác lắm. À, có cái điều đó là nhắc lại ngày hôm nay là ngày mà hiện tượng nhật thực xảy ra, người ta cũng nói thêm người ta nói là có tám cái hiện tượng cũng sẽ xảy ra song song với cái việc mà mình coi nhật thực như vậy đó. <laughs> Thí dụ như ngày ở đây họ nói rằng là à, họ mời những nhà gọi là thiên văn học đó lên trên những cái đài truyền hình lớn và giải thích là chúng ta sẽ thấy thêm nhiều cái hiện tượng nó đi kèm theo. Không phải là chúng ta chỉ có ra ngoài đường rồi nhìn lên mặt trời đeo cái mắt kính bảo vệ vô rồi nhìn lên mặt trời rồi ngồi xem như vậy mà nó còn có những cái khác nữa nó sẽ xảy ra. Thí dụ như là à, người ta nói là cái 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 cái, um, cái behavior cái 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 con cái cái cái, cái 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 bản tánh của con thú vật đó nó cũng sẽ thay đổi. Thí dụ như là con thú vật từ con dế tới con chim tới con bướm tới con thú rừng này kia đó hay là gia cầm ở nhà đó nó cũng sẽ phản ứng với cái hiện tượng nhật thực. Nó có thể nó hành động kỳ quặc là tại vì đang sáng mà tự nhiên trời tối đi. Tối đi xong rồi lại sáng lại nó cứ tưởng rằng là, là ô tối rồi tới giờ đi ngủ rồi thí dụ vậy đi thì nó cũng sẽ có cái phản ứng của nó đối với hiện trạng nhật thực như vậy cho nên chúng ta sẽ sẽ nhìn coi coi là mình thấy có cái gì nó lạ lạ hay không thí dụ như là tự nhiên chim nó bay vô trong tổ hết trên trong gần cái khu nhà mình hay là ong nó bay về hay như vậy đó là cái hiện tượng nó gọi là animal uh... 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 Cái, cái 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 cách mà con thú vật nó đối diện với lại cái nhật thực thứ hai nữa đó là những cái bóng nè thì họ nói rằng là đây là cái hình chụp lâu lắm rồi họ nói rằng là à, xảy ra khi mà nhật thực đó tự nhiên trên lề đường nhiều người đang đứng thì thấy nó có những cái đốm 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 trên lề đường mà người ta tưởng là cái sàn xi măng này nó xây nó bị bị rỗ hay là nó bị người ta vẽ nó lên nhưng mà không phải đây là cái bóng mà khi mà qua ánh sáng mặt trời nó chiếu xuống mặt đất thì nó ra những cái rỗ lỗ đỏ như vậy đó là cái hiện tượng khi mà người ta nói là nhật thực xảy ra rồi đây là một cái nền xi măng khác được chụp lại nó giống như là cái hồ bơi như là cái cái hồ nước vậy đó nhưng mà không đây là cái sàn xi măng chỗ đi bộ nè người ta đi bộ vô đây được đó không phải là chứ là cái này cái này là cái phản chiếu từ nhật thực ra rồi trên sàn xi măng hay là người ta nói rằng là khi nhật thực xảy ra thì nhiệt độ nó có thể mất đi nha tới 20 độ cho nên nếu ngày hôm nay dự đoán là 70 độ thì có thể lúc nhật thực xảy ra Nó chỉ còn có 50 độ thôi Nó rất là lạnh Cho nên người ta nói Những cái nơi nào mà uh, Chúng ta có coi được tới 100% Cái phần nhật thực đó Ở California coi được có 50 mấy phần trăm thôi Đó Thì cái hiện tượng mà Nhiệt độ nó rớt xuống Rất là nhanh Từ 70 sẽ còn 50 Từ 80 sẽ còn 60 Đó là cái hiện tượng xảy ra Rồi Gió có thể có nữa Nhiều khi đó khi mà nó, nó, nó mát lại nó không còn ánh mặt trời nữa đó thì cũng có thể gió nó xảy ra cho nên họ nói rằng là cũng có thể là có nhiều nơi sẽ có gió rồi à, radio interference tức là à, tình trạng nhiễu sóng của các đài radio và cũng có thể vào cái giờ phút này đó quý vị sử dụng điện thoại di động cũng có thể bị mất sóng chứ phải không tại vì À, cái sự là từ à, vệ tinh với những cái à, satellite rồi xuống dưới mặt đất này kia đó nó dùng những cái ánh sáng của mặt trời để mà nó nó vận chuyển hay là nó nó là sao đó không biết nhưng mà cũng có thể chúng ta sẽ bị mất sóng nhiều khi lúc đó mình lên internet không được trên cái điện thoại của mình hoặc là mình nói chuyện điện thoại mình nghe nó rè rè rè, rè. đó cũng là cũng có thể xảy ra rồi à, nhiều có thể mình nhìn thấy cả sao chổi nữa Nếu chúng ta có cái mắt kiến bảo vệ đeo vào đó mà chúng ta nhìn lên đó, thì họ nói nè chúng ta có thể nhìn thấy một cái quỹ đạo khác mình có thể nhìn thấy một cái hành tinh khác chúng ta có thể nhìn thấy luôn cả sao chổi nữa nếu mà chúng ta nhìn đúng lúc đúng thời điểm đúng thời gian mà chúng ta nhìn lên cái nhật thực như vậy chứ không phải lúc nào là chúng ta cũng thấy đâu nhưng mà họ nói rằng là sẽ có nhiều điều thú vị ở trên ngãi ngân hà nếu mà chúng ta nhìn lên là lúc bây giờ mà đúng thời điểm mình có thể nhìn thấy nhiều thứ lắm thành ra là có những người như ngọc lan nói những người ở trong tù ở new york đó họ nói đây là lúc đó thần linh hiện lên tôn giáo của họ phải họ phải được coi chứ oh. không coi là họ làm đơn họ kiện không biết bây giờ có giải quyết cho ngày hôm nay để họ được coi hay là không à, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại chương trình này được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lý Đường Sài Gòn TV. À, thưa quý vị không có gì mà nó khốn khổ bằng khi chúng ta sống ở trong một cái uh, chỗ uh, apartment chung cư hay là những cái khu nhà condo mà có một người ở trong đó bị tâm thần thì đây là một cái tình trạng mà những người dân uh, sống ở trong cái khu condo có tên là Clady avenue ở long ừ. beach họ khốn khổ là bởi vì sao ở trong cái nguyên cái chỗ đó có một người đàn ông ông ta là chủ của cái cái một một trong những cái cái unit một trong những cái nhà ở trong cái khu vực đó mà hàng xóm nói rằng là ông mua ông mua cái nhà này chắc cả hai chục năm rồi nhưng mà trước đó thì ông không có ở có thể là cho thuê ông chỉ mới trở về đó ở khoảng trong thời gian gần đây thôi nhưng mà ông này có lẽ bị tâm thần cho nên á cứ một tuần hai tuần thế là ông ta bắt đầu đi ra và ông ta đập cửa sổ của những nhà khác bể cửa rồi ông ta đứng ông ta chửi bới hoặc có khi ông ta ngồi trong nhà những cái câu rất là à, thu bỉ tục tiểu vân vân, xong rồi xe của những người à, trong sống trong khu vực đó cũng bị ông ta dùng đá hoặc là cây ông ta đập. Nhưng mà nói là những người hàng xóm ở đây bây giờ họ không biết làm như thế nào. Ừ. Nhất là những người mà cái căn cái condo đó là họ mua rồi, họ làm chủ thì làm sao họ đi đâu được. Trong thời gian qua nói có ít nhất là bốn người người ta phải dọn nhà đi chỗ khác họ trả lại cái căn nhà thuê này họ dọn đi họ nói là họ sống mà họ kiểu như là nơm nớp sợ ờ, rồi nhiều người á họ nói rằng là họ không dám đi ra đi đổ rác hay là đi đâu ra khỏi cái nhà họ À, lúc những cái lúc mà vắng vẻ hoặc là nhất là buổi tối thì họ sợ là cứ cảm giác là bất ngờ có thể là cái người này họ ngồi trong nhà họ nhìn ra nói là ngay cửa sổ nhà ông này ông cũng đập hết trơn rồi à, rồi hoặc là đi theo thì tự dưng cho người ta một cái cảm giác không có an toàn à, thì người đàn ông đó nói rằng là nhiều lần người ta cứ phải gọi cảnh sát nhưng mà khi mà cảnh sát đến rồi sau đó thì có lúc thì thấy bắt ông này đi rồi nhưng mà rất là nhanh thì ông ta lại trở về và cái tình trạng ông ta vẫn như vậy à, những người giống như là người ta có trách nhiệm những người mà quản lý cái khu này thì họ nói bây giờ họ cũng đang tìm xem có những cái biện pháp gì một cách hợp pháp để có thể làm được gì ông này bởi vì bây giờ cái nhà của ông mà bây giờ làm gì bây giờ rồi xong rồi cái bệnh của ông thì đây là biểu hiện của một cái người tâm thần rồi cái cách mà chữa trị ra làm sao có cưỡng ép ổng đi vào trong bệnh viện được hay không hay là uh, nhờ người chăm sóc hoặc bất kỳ cái gì thì người ta cũng chưa thấy bởi vì có nhiều cái luật lệ nó ràng buộc nhưng mà những người hàng xóm đó thì bây giờ nó là họ qua là mệt mỏi uh, với cái chuyện mà có cái người sống ở trong cái khu vực đó ừ. mình nghe là mình cũng thấy mệt rồi là bởi vì không không biết làm sao hết những người mà thuê nhà thì ít nhất là trong thời gian qua bốn người họ phải dọn đi họ nói họ không thể nào chịu đựng được, được hết nếu mà cho, sống trong cái khu đó đó thì tất cả những người mà còn lại mà không có muốn cái người tâm thành ở trong đó họ sống như vậy đó chắc là họ phải ký một cái cái gì đó họ nói rằng là, là yêu cầu cái home association gì đó là phải có cách nào để giải quyết cho những người còn lại người ta sống trong cái khu vực đó à, thôi với quý vị à, ngày hôm nay đó là cái ngày mà hiện tượng nhật thực ha rồi người ta nói tới là bao nhiêu năm nữa mới có tình trạng này lại một lần nhưng mà ở nước Mỹ đó thì 221 năm rồi mới xảy ra và mùa hè năm nay nhiều người sẽ đối diện với lại những cái mà nó gọi là chuẩn bị tinh thần để chúng ta có thể thấy hàng ngàn tỷ con ve sầu nó sẽ chui lên từ dưới lòng đất và nó sẽ bay khắp nơi cũng như là nó xanh sôi nảy nở trên những cái những cái cây này kia đó thì thưa quý vị, họ nói rằng là cả ngàn tỷ con ve sầu vào mùa hè này sẽ nhoi lên, sẽ ngoi lên và bắt đầu sẽ Ngọc Lan có nhớ cái tiếng ve sầu nó là làm sao không? Tôi tôi không nhớ cái tiếng ve sầu nó là làm sao nữa. Không biết bây giờ mô tả sao là cũng có nghe rồi. Ve sầu ha. Tôi nghe tiếng dế kêu nè, tiếng ảnh ương hay là tiếng um, um, cầu con cào cào đó. Thì, thì biết chứ mà tiếng ve tôi không nhớ. Thì thưa quý vị, uh, cicadas là cái con ve ha. Thì họ bắt đầu họ nói tới là mùa hè năm nay sẽ có cả ngàn tỷ con nó sẽ bay lên Nó sẽ sinh sôi nảy nở Thế thì người ta hỏi là con ve sầu này nó có hại hay không Nó có cánh hay không Nó có nguy hiểm cho những con chó con mèo trong nhà hay không đó Thì thưa quý vị tờ USA Today họ làm một cái bài rất là dài Họ nói là con ve sầu này nó không có hại Con ve sầu nó có cánh hay không Dạ không nó không có cánh Con ve sầu không có cánh Tại vì nó không có cái bộ phận miệng Nó không có cái miệng nó chỉ có hai cái nhọn nhọn ở cái đầu của nó, cái vòi như là cái vòi đi. Nó nó hút những cái chất nhựa ở trong cây ra để nó sống hay dưới lòng đất á thì nó sống. Thì hai cái đó nó không có đâm vào mình. Đó, nó nó không có dùng cái đó để mà đâm vào mình được. Cho nên con ve sầu nó không có cánh. Thế thì sau khi mà nó bay ngôi lên mặt đất rồi á thì một thời gian cái nó chết. Thì những cái xác con đó đó nó sẽ đầy trong vườn nhà mình hết. Thì chó vèo nó có ăn con đó nó có bị gì không? thì các nhà phân tích họ nói rằng là chó mèo nó sẽ có một bữa đầy protein thêm chứ chẳng có bị hại gì hết nếu mà nó ăn vào mấy con đó thì nó sẽ có thêm chất protein rất là tốt cho nó nó không ăn thì thôi chúng ta quét rác chúng ta ấy đi thôi đó rồi có nhiều người hỏi rằng là cái con ve sầu đó đó thì uh, nó sẽ có ở tiểu bang nào thì ở đây là vùng midwest nha tức là uh, uh, phía uh, phía đông hả? À phía tây, tây trung tây của nước Mỹ là ừ. nhiều nhất. Đây là một số những tiểu bang mà họ nói rằng là quý vị sẽ đối diện với lại những cái tiếng ve sầu và tiếng ve sầu nó có hại hay không? Dạ không. Nếu chúng ta lại gần nó mà chúng ta nghe trong một khoảng thời gian rất dài thì nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái vấn đề thính giác của chúng ta nhưng mà nó không có hại. Thì đây là một số những tiểu bang mà sẽ thấy ve sầu năm nay nhiều lắm. Alabama, Arkansas, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, rồi à, thí dụ như là North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Wisconsin và Virginia, May quá California, Nevada rồi này kia nhưng gần gần đây không có cái hiện tượng ve sầu ở những cái tiểu bang kia chắc là nó có rừng cây nhiều ha, yeah, cho nên nó sẽ, có, nó sẽ có nó sẽ có nhiều ve sầu nhưng mà họ nói rằng là tới năm bao nhiêu nữa đó thì mới có cái tình trạng gọi là hai ba giống ve sầu nó sẽ cùng ngoi lên trên mặt đất cùng một lúc chứ thường thường thì có một loại thôi một giống thôi nhưng mà năm nay thì là đặc biệt là có hai giống ve sầu sẽ ngoi lên và từ đó nó sẽ làm ra cái nhân gấp đôi cái số lượng ve sầu của những năm trước lên à, mà không thấy là mình không biết là ve sầu như vậy đó nó có bay lạc ở california mà bắt một con coi nó ra làm sao <laughs> Anh Trường về Việt Nam mùa hè là sẽ nghe về quê là sẽ nghe ve sầu, ve sầu kêu ve ve Ai hồi đó đi học, đi học thời đi học thì cũng sẽ nghe là ờ cái ve bắt đầu cất tiếng thì mùa hè đã đến Ví dụ như à, vậy Ở Ủa cái ve nó có ở trên cây phượng không? Có, à. sẽ có ở trên đó, đó. ta mới là ve sầu vân vân Thưa quý vị, hồi nãy Ngọc Lan có nói đến cái chuyện là khi mà chúng ta sống ở trong một cái khu vực mà có những người bị tâm thần, thì mình sẽ phải như thế nào nhất là những người đó họ có những cái cái biểu hiện đó quấy phá như vậy. Thì bây giờ có một người phụ nữ 28 tuổi ở Hà Lan. Cô đã chọn một cái biện pháp cho riêng mình gọi là an tử. Ừ. An tử tức là sẽ được chích thuốc cho chết. Khi mà cô nghe rằng bác sĩ nói rằng cái bệnh liên quan đến cái bệnh tâm thần của cô đó sẽ không thể nào điều trị được hết. Có điều trị nữa nó cũng không có khá hơn gì hết. Thì sau khi suy nghĩ và cô đã quyết định là cô chọn cái phương pháp là an tử. an tử có nghĩa là sao? Tức là dành cho những người mà người ta có những cái căn bệnh nan y mà sẽ không có cứu chữa được thì bây giờ họ muốn kết thúc cuộc đời của họ sớm hơn. Cái cái chuyện mà an tử này ví dụ như người ta đưa ra cái câu chuyện của người phụ nữ 28 tuổi này đó thì cô này là có ước mơ là khi mà cô lớn lên thì cô sẽ đi học là một bác sĩ chuyên điều trị bệnh tâm thần ừ. nhưng mà không ngờ rằng á cô rơi vào chính cái bệnh mà cô muốn cô trở thành bác sĩ đó ừ. à, cô có một vị hôn phu thì cái người đó cũng ở bên cạnh cô ở trong cái giai đoạn này à, cô nói rằng cái hành trình mà cô sẽ đi đến cái chỗ mà an tử đó, được chết trong cái sự lựa chọn của mình nó sẽ diễn ra làm sao à, vào cái thời điểm đó trước đó thì các bác sĩ sẽ nói chuyện với cô như thế nào rồi đến cái ngày mà đã quyết định là chọn đó thì người bác sĩ đó à, sẽ đến à, sẽ nói với cô cái gì à, chúng ta thay thường nghe những người mà chuẩn bị chết nói là ok hãy đi một cách êm đẹp nhưng mà cô này không muốn dùng cái chữ đi ở trong đó là tại vì sao xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam Happy Tuesday, chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần năm của chương trình Cà Phê Sáng của Leader Sài Gòn TV trước phần quảng cáo thì ngọc lan đang nói về cái việc một người phụ nữ 28 tuổi ở hà lan cô đã chọn cho mình một cái cách đi đến cái chết bằng cái phương pháp họ gọi là cái chết êm dịu hoặc là dùng cái chữ an tử đó ra đi một cách yên lành khi ừ. mà cô biết rằng cái bệnh tâm thần của mình không có chữa trị được nó không có khá hơn gì hết thì khi mà người ta chọn cái cách này á hiện bây giờ ở trên thế giới chỉ mới có 8 quốc gia là cái chuyện mà họ chấp nhận là uh, chọn cái cái chết êm dịu hay là an tử là hợp pháp thì ở trong đó là có uh, có Hà Lan, có Canada, có Bỉ, có Colombia, uh, Ecuador, Luxembourg rồi New Zealand và Tây Ban Nha. Đó là những cái quốc gia tám quốc gia họ cho người uh, người bệnh được chọn cái cách này thì sẽ uh, ngay cả trước khi mà cái người bác sĩ đến để mà tiêm cái mũi thuốc đó họ cũng sẽ hỏi lại cái người cái người mà chọn cái chết đó lần cuối cùng rằng là đã quyết định dứt khoát chưa ừ. đến lúc đó cô vẫn có thể thay đổi được à, thì nói rằng là sẽ tùy theo mỗi người Ví dụ như nhưng mà trong trường hợp của cô này đó nói thường bác sĩ sẽ đến à, sẽ nói rằng là ok thôi bây giờ nằm xuống đi à, chuẩn bị cho một à, chuyến đi dài nhưng mà cô nói cô rất là ghét cái câu đó là bởi vì cô đâu có đi đâu cô ở đây mà cho nên bác sĩ chỉ cần nói với cô cái câu rằng à, hãy ngủ đi nhé ví dụ như vậy ừ. à, rồi bạn trai của cô sẽ ngồi kế bên và cô yêu cầu là không có mở nhạc à, ngồi cho đến lúc mà cô đi cô chết à, cô ngủ đó chứ cô không có chịu cái chuyến là đi đến một cái hành trình khác rồi bác sĩ sẽ đến kiểm tra lại để xem coi là đã chết thật sự chưa rồi sau đó thì cô sẽ theo nguyện vọng của cô thì cô sẽ không có đám tang gì hết sẽ thiêu xong rồi người bạn trai đó sẽ mang đi rải ở một cái khu rừng mà cô cô thích thì đó là một cái cách an tử riêng ở Mỹ đó riêng ở Mỹ á thì không chỉ có an tử mà người ta có cái gọi là hỗ trợ tự tử ừ. có nghĩa là nó hơn cái này hỗ trợ tự tử có nghĩa rằng là ngay cả khi cái người đó họ không hề bị bệnh nặng nhưng mà không không muốn sống nữa có nghĩa là đến một lúc nào đó ừ. tự dưng họ cảm thấy rằng là cuộc đời này họ sống đến cái thời điểm đó là đủ rồi họ không muốn họ vẫn có thể chọn ừ. cái chết và ở mỹ thì có cái luật đó tức là cái hỗ trợ để mà gọi là hỗ trợ tự tử thì nó hơn cả cái an tử nghĩa là an tử hay cái chết em dịu ở tám quốc gia này là khi người đó phải bệnh nặng bệnh mà không cứu chữa được thì họ họ chọn để họ đi sớm nhưng mà ở mỹ thì có là hỗ trợ tự tử có nghĩa là cho cả những người bệnh lẫn những người mà không có bệnh nhưng mà không muốn sống ừ. nữa thì lúc đó theo uh, quy định theo luật thì họ cũng sẽ chọn một cái cách chích thuốc làm sao cho cái người đó đi thì khi mà mình đọc trong cái này thì mình mới thấy được là nhiều người á người ta sẽ có một cái chuyện là khi mà họ bệnh đau đớn quá thì cái người bệnh á đôi khi họ muốn là ô sao kết thúc cái cuộc đời mình họ không muốn chịu đựng nhưng mà thường những người thân bằng quyến thuộc thì lại cố lên sống với uh, gia đình thì chẳng qua chẳng khác nào là phải yêu cầu cái người kia chịu đựng hơn nữa thì đó nó nó thuộc về nhiều cái uh, tình cảm nó thuộc về nhiều cái nhưng mà đây để chúng ta biết thêm được có những cái cách ở trong cuộc đời để mà mình lựa chọn trong khi đó thì hỏi Ngọc Lan là Ngọc Lan có bao giờ nhận được điện thoại của một người nào đó người bạn vân vân gì đó hỏi mình rằng là ô oh, có nhận được cái thiệp mời đi đám cưới của ai hay không rồi nếu mà người đó biết là Ngọc Lan sẽ có đi đi mà người đó cũng có đi nữa, cái người ta hỏi Ngọc Lan là ủa mình đi đám cưới như vậy mình cho bao nhiêu tiền thì thì, thì nó vừa. Có bây giờ cũng bị hỏi như vậy không? Ờ à, có mình đi hỏi người ta. Mình đi hỏi người ta. <laughs> Tại hả? vì mình ít đi đám cưới. À, thưa quý vị, cái 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 đó đó nó cũng là một cái trong cuộc sống hàng ngày. À, nhiều khi đó mình nhận được điện thoại hay là mình nhận được uh, tin nhắn của một người nào đó bạn bè với mình. Mà, mà cũng cùng với mình à cũng đi đám cưới của một người nào đó trong giới bạn bè với nhau thì nhiều khi người ta cũng thắc mắc là ồ đi đám cưới như vậy thì mình cho bao nhiêu tiền thì nó không có bị à, gọi là quá ít hoặc là cho bao nhiêu thì nó không bị là quá nhiều vân vân thì thường đó tôi nhớ cách đây khoảng chừng 10 15 năm về trước đó khi mà đi đám cưới một ai đó nếu mà mình lúc bây giờ nha mình đưa 100 nếu mà mình đi một người mình đưa 200 lúc mình đi hai người thì cái giá của cái lúc bây giờ cho một cái bàn ăn như vậy đó thì tương đối nó cũng còn ok. Nhưng mà thời điểm bây giờ hiện tại, nếu mà có người nào đó tổ chức tiệc cưới, người ta sẽ thấy cái giá nó không còn như hồi xưa cách đây 10 năm nữa mà giá bây giờ nó lên tới gấp đôi gấp ba. Mà nếu mà mình đi đám cưới như vậy mà mình cũng chỉ có 100 hoặc là 200 như vậy thì cũng tội nghiệp cho cô dâu chú rể. thế à, thế nhưng cái 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 bài báo ngày hôm nay chắc là nó không có nói tới uh, uh, cái đám cưới của thế giờ người Việt Nam mình hay là người châu Á mình hay là người Ấn Độ đi như vậy. Mà cái này chắc của người Mỹ nhiều hơn là tại vì <laughs> bài báo nói về trong mấy ngày qua ở trên trang mạng Reddit người ta đã đăng lên nhiều cái câu chuyện, người ta nói là mùa cưới này nha, rồi được mời đi đám cưới, à, cô dâu chú rể thì rất là đẹp này kia, nhưng mà tới cái giờ ngồi ăn xuống á, lúc mà ngồi xuống ăn đó thì thấy nhà bếp bưng ra những cái Um, chicken nugget mà giống như cái kiểu mà mua từng bao, 10 pound, 5 pound ở trong Costco đó, <laughs> rồi hâm lên mai của quê rồi mang ra, rồi một cái phần bắp uh, hâm cũng hâm lại bắp lon mở ra rồi hâm lại đi, rồi một vài miếng uh, củ dền là trái cây gì đó, rau quả xài lách gì đó, họ nói rằng là người ta nghĩ rằng nếu mà đi đám cưới là mình sẽ được ăn một bữa nó ngon lắm, nhưng mà có nhiều cái hiện tượng gọi là cô dâu chú rể muốn tiết kiệm tiền trong cái thời buổi kinh tế lạm phát, thời buổi suy thoái kinh tế, cho nên họ không có nhiều tiền để tổ chức một cái bữa tiệc linh đình, cho nên họ chọn cái cách là ăn những cái món ăn nhẹ thôi. ví dụ như là có người bày tỏ trên trang mạng Reddit họ nói rằng là tôi đi tới đám cưới đến lúc ngồi ăn nó thì sẽ bưng ra cho mỗi người là một cây cà rem với lại một uh, cái uh, bắp rang vậy thôi là hết rồi đó một tô bắp rang để trên bàn là mọi người muốn ăn bao nhiêu thì ăn và phát cho những người những cái cây, cây kem đó. Họ nói rằng là không hề tưởng tượng được trên đường đi về nhà sau bữa tối hôm đó tôi và chồng tôi đã vô náo loạn ở tiệm Wendy's ăn thêm một bữa thật là ngon và no nữa. Ví dụ như vậy họ nói rằng là tình tình cái 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 hiện tượng mà gọi rằng là cô dâu chú rể tiết kiệm tiền với luôn cả những cái món ăn trong ngày cưới của mình. Càng ngày nó càng nhiều và ở khi mà có một bài vừa đăng lên á thì rất nhiều người đã vô và họ chia sẻ rằng là tôi không ngờ rằng là tôi đi một cái đám cưới nó, nó sang trọng như vậy rồi có xe limousine đưa đón như vậy đó Và đến lúc ngồi được ngồi ăn đó, thì bưng ra mỗi người á chỉ có vài miếng uh, gà chicken nước gạch Costco rồi hâm lại rồi uh, ketchup và mustard thì để đầy ở trên bàn cho mọi người có thể chấm rồi ăn xong rồi mỗi người được một lon nước Coca-Cola hay là cái gì đó thôi không thấy rượu luôn nữa đó cũng là những cái mà trong cuộc sống hàng ngày của mình mà đó thì mình tôi nghĩ là cái này chắc là người mỹ nhiều chứ còn việt nam mình thường 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 mời đám cưới dù sao nếu mà không mời một cái nhà hàng đàng hoàng đi thì chắc là cũng một bữa buffet này, này kia hay là à, catering có là người nấu xong là người ta mang tới nhà đãi hay vân vân đó hay là tới hội trường nào đó đãi chứ lâu có mà hâm đồ nào Costco hay vậy. <laughs> à, đúng anh trường nói đúng hình như là cũng chưa thấy người Việt Nam nào tổ chức cái hình thức đám cưới theo như vậy là bởi vì dẫu sao á người Việt Nam á theo cái văn hóa họ cũng gọi cái chữ mà sĩ diện á à, à, cũng quan đó, trọng lắm à. chứ không phải là phải cũng phải làm sao coi cho được ngay cả bây giờ thì nhiều gia đình á là để cho con cái họ tự quyết định cái chuyện đó nhưng mà cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cái chuyện đó tha là không làm. Ừ. Thường là có nhiều gia đình họ không làm gì hết nhưng mà khi làm thì cũng coi cho được hoặc là họ mướn một cái chỗ một cái nhà thờ hoặc là một cái chỗ một cái cái hội trường hoặc là vân vân rồi xong rồi phần ăn có thể làm theo cái kiểu Mỹ tức là một người làm một một phần đồ ăn thôi cá hay là thịt bò hoặc là gà thường là như vậy ừ. rồi mỗi người một cái đĩa như thế ở trong đó có đầy đủ gọn đầy đủ rồi, hết. rồi rồi ừ. nước uống không có nhiều còn à, thông thường thì mình đi kiểu đám cưới Việt Nam là sẽ tá bảy tám món ha, đủ Đúng. thứ hết đó rồi ăn ăn không hết thì chồng bạn nó tự động thư go đem về rồi những kiểu sang trọng hơn thì cũng có nhưng mà à, như cái hình hồi nãy anh Trường đưa ra cho coi thì nó nhìn giống như là đi đi gì đi tiệc buffet ở một cái cái tiệm nào đó nhưng mà đâu biết được giờ mắc mỏ giờ nhiều khi người ta bao nguyên một cái chỗ nhà hàng buffet như vậy vô trả tính tiền trên đầu người rồi không, muốn ăn nhiều ăn với lại đó họ không có như thí dụ như người mỹ đi họ không có đi tiền đi cho, cho để coi chú ừ, chú à, rẻ à, có à, thể à. mà ừ. có trả tiền lại cái tiền đó họ có thể đi những cái món hộp những cái món quà như cái nồi cơm điện này, hay là cái chảo điện gì đó đi thì cũng có thể là gây khó khăn cho cô dâu chú rể chúng tôi sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry Bán toàn 4 số 9 Của hình bản đồ Việt Nam 714 985 Happy Chewy Z Chuyên bán nẹo con su cứng Chống đau lưng Sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 Cảm ơn quý vị Vẫn tiếp tục với phần 6 Của chương trình Cà Phê Sáng Của Lý Đức Sài Gòn TV thưa quý vị, hôm tuần rồi thì bên bộ tư pháp của tiểu bang California đã cho biết là họ vừa mới bắt truy tố 12 người. Họ làm cái công việc mà smog check tức là kiểm tra cái khí thải của xe hơi. Những người này họ đã có gian lận trong cái việc mà khi họ mở những cái tiệm rồi họ sử dụng một cái loại máy mà cái loại máy đó thì giống như nó không có à, xe nó không có à, bảo đảm được cái yêu cầu nhưng mà khi mà đưa vào cái máy này vào thử thì nó nó pass hết oh. đó cái kiểu như vậy thì họ đã khởi tố 12 người thì trong này có ba ông Việt Nam ba ông Việt Nam à, cái người mà bị à, tội nặng nhất chính là cái người mà ông này thì không phải là Việt Nam nhưng mà ông này là cái người bán ra cái máy đó ông ở uh, khu vực Hawthorne ở Los Angeles còn ba người Việt Nam thì trong đó có ông Minh Trương 45 tuổi ở San Jose, à, rồi có ông Thông Trương 40 tuổi cũng ở San Jose. Ông à, ông Michael Nguyễn 38 tuổi thì ở uh, Spring Valley. Thì đây là những cái người mà tại vì cái chuyện mà làm smoke thường thì chúng ta thấy nó đơn giản à, chỉ có những cái xe nhiều khi cái xe họ không có pass qua được thì nó nó sẽ rắc rối và cái giá tiền nó cũng không có nhiều nữa nhưng mà họ muốn ai cũng qua hết thế là thì cái chỗ đó sẽ có nhiều người người ta truyền tay nhau đến cho nên họ có những cái làm không có đúng thì nó không có đáng để mà bị bắt trong những cái trường hợp như thế này đối với Ngọc Lan cái hình cái hình này đó Ngọc Lan biết là ai không chưa biết hình, hình chưa, của biết, ai hả? Hả? Yeah. chưa biết ai Tại hết, chưa hả chưa biết ai chưa thấy hình hiện lên là chưa thấy hình hiện lên đây là cái tấm hình <laughs> của tài tử mà theo như tiếng Việt Nam mình dịch ra đó là oh, long. Thành Long à. 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 nhưng mà tôi không biết tại sao cái chữ Jackie Chan lại dịch ra là Thành Long ừ, ha. Ừ, không ừ. biết à, tài tử người sinh ra ở Hồng Kông gốc Hồng Kông đây đó là tài tử Thành Long thôi quý vị à, bây giờ đó là ông bắt đầu kỷ niệm làm cái sinh nhật thứ 70 của mình tại sao ngày hôm nay Thành Long lên được lên báo trên CNN luôn nha là tại vì trong thời gian vừa qua đó, rất nhiều người bày tỏ cái uh, sững sờ khi mà họ thấy hình của Thành Long ở trên một cái trang nào đó. Và nói rằng là không biết là ông có bị uh, bệnh gì hay không hay là sức khỏe của ông có suy yếu gì hay không mà sao thấy ông bị bệ rạc hay là tồi tồi, tồi tụy quá đó, vân vân. Ừ. Thì ngày hôm nay Thành Long nói rằng là tôi không có bị gì hết trong thời gian qua tôi mệt vì làm việc nhiều và ông nói rằng là cái uh, sinh nhật lần thứ 70 của ông chắc chắn ông sẽ xuất hiện trước công chúng và ông cũng nói rằng là không ngờ là tôi còn sống tới 70 tuổi sau bao nhiêu lần đóng phim mà ông không có à, cho người ta thế thân vô cái vai của ông đâu nha ừ. những cái trò gọi là nguy hiểm này kia đó như là phóng xe đu dây leo tường này kia đó những cái trò mà rất là nguy hiểm đó thì thường ở giới hollywood đó, thì để bảo vệ cho những cái người mà à, à, diễn viên chính như vậy đó thì họ dùng những người mà họ gọi là stuntman tức là người thế thân để mà đóng những cái vai tức là cascader đó ừ. để mà thế vô cho những người đó để vì những người kia họ 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 chuyên nghiệp hơn hơn là diễn viên đó thế nhưng ông thành long này đó thì ông là nhất định ông là người cái người đóng ông không cho ai thế thân ông lết thì ông nói rằng là sau bao nhiêu phim rồi bao nhiêu tai nạn rồi bao nhiêu những cái sự cố nó xảy ra sơ xuất xảy ra để làm cho ông bị thương bị gãy xương rồi này kia đó ông tới bây giờ ông đặt vẫn làm vẫn còn sống và vẫn mạnh, mạnh khỏe à, ở Mỹ này đó thì ông cũng là một trong những người nổi tiếng trong giới Hollywood Thành Long thì ai cũng biết hết Jackie Chan ai cũng biết nhưng mà có những cái phim mà ông đóng đó mà bây giờ nhiều người người ta à, à, vẫn còn nhớ đó là phim Rush Hour à, Rush Hour là những cái phim mà ông ông đóng cái hai ba tập lận. thì à, ngày hôm nay bài báo nói là Thành Long vẫn mạnh khỏe và ông sắp sửa chuẩn bị để đón mừng sinh nhật thứ 70 của ông. Ừ. À, thưa quý vị, bên người ta vừa mới, cũng tiểu bang California vừa mới cho biết là có sẽ có khoảng 2.500 người chủ nhà mà từng đã bán nhà qua bên một cái cái trang web gọi là Open Door đó sẽ được bồi thường một số tiền. Mỗi người như vậy trung bình sẽ nhận được khoảng hơn 1.000 đô la khoảng một ngàn rưỡi đô la Lý do là gì à, những người này đó khi mà những ai mà mua bán nhà thì quý vị đều quen với những cái website buôn bán nhà Ví dụ như người ta lên online người ta coi uh, Redfin hay là Zillow ừ. vân vân ở trong đó thường họ lên họ có cái giá estimate thử à, mình muốn mua căn nhà đó gõ vô cái địa chỉ thì ở trên những cái trang này họ sẽ đưa ra cái giá ước lượng khoảng bao nhiêu mặc dù cái giá đó nó không cứ chính xác bởi vì đôi khi cái nhà đó ở trong nó sửa chữa vân vân nó có thể cao hơn hoặc có thể là nó nó thấp hơn à, thì khi mà vào ở trong này thì lại có một thường những cái cái đó người ta sẽ thấy thêm có một chỗ gọi là open door open door thì họ, những cái giá này đưa ra đó thường nó sẽ thấp hơn cái giá của những cái trang chính là refin hay siêu một chút xíu nhưng mà cái open door này họ đưa ra cái lời cam kết lúc đầu với lại khách hàng rằng là cái giá này chúng tôi đưa ra bao nhiêu là chúng tôi khi mà bán quý vị sẽ lấy về đúng cái số tiền này còn trong khi ví dụ như những trang kia họ đưa ra một cái giá ờ, ước tính nhưng mà mình bán cái đó xong rồi sẽ trừ ra những cái chi phí à, uh, huê hồng cho những người uh, môi giới rồi xong rồi những cái tiền này tiền kia rất là nhiều thì cái tiền đó nó sẽ giảm đi nhiều lắm có khi xuống cả uh, gần cả 10% so với lại cái tiền mà mình đã bán thì bên open door họ nói là đây cái giá chúng tôi ước lượng này là quý vị chúng tôi đưa ra bao nhiêu là quý vị sẽ lấy tiền lại bấy nhiêu nhưng mà thực tế thì nó đã không có phải là như vậy mà người ta thấy rằng là khi mà họ uh, bán nhà nhờ bên cái open door này thì Lấy tiền lại nhiều khi nó ít hơn ừ. là tiền của những người kia nữa, họ trừ chi phí này kia. Cho nên là ở bên mà cái uh, Ủy ban Thương mại Liên bang họ nói đó là cái sự gian dối không có thành thật ở trong cái công việc mua bán. Cho nên họ đã phạt cái công ty này uh, một cái số tiền lên đến 62 triệu đô la và cái tiền đó dùng để trừ những cái chi phí luật sư xong để chia ra cho khoảng uh, 2.500 người trong thời gian qua đã mua bán nhà qua cái dịch vụ này. Uh, ngày uh, hôm uh, hôm thứ uh, thứ tư vừa qua đó thì cảnh sát ở Garden Grove uh, đã dẹp được một căn nhà mà họ nói rằng là đây có người nói là căn nhà chứa những người đánh bạc lậu ở trong này và tất cả 17 người đã bị bắt để điều tra về cái vụ này khi mà cảnh sát tới căn nhà này ở đường Stanford thành phố Garden Grove đó thì họ thấy là có nhiều người ở trong nhà và trong này thì họ thấy có tiền có tới nhiều cái máy đánh bạc cũng như là họ có thấy là có quả cây súng trong đó nữa à, súng có lên đạn sẵn sàng nha rồi có một số thuốc phiện này kia vân vân thì họ nói rằng là nhờ những hàng xóm chung quanh này báo đó là cái nhà này có nhiều người tới lui tới lui đó cho nên họ nghi ngờ là trong nhà này có cái gì đó nó không có đúng cho nên họ báo với cảnh sát mà sau khi điều tra thì cảnh sát đã hai ngày trước nha đã tới căn nhà này và bắt được tất cả là 17 người và vẫn đang giữ những người này để điều tra về cái hành động đánh bạc lậu ở trong khu nhà người dân ở thành phố Garden Grove Hồi nãy cái tin mà Ngọc Lan nói là những người nào mà quý vị có nhận được cái check của bên Open Door nhờ gửi đến với giá tiền là khoảng hơn 1.500 rưỡi đó thì ở bên ủy ban thương mại Liên bang họ cũng yêu cầu là quý vị nhớ các ra liệt trong hôm chín hôm ngày các sở công ty đó nó bị cái gì. À, thưa quý vị, lại liên quan đến những cái tai nạn máy bay của hãng Boeing. À, hôm mới hôm uh, chủ nhật thôi lại thêm một cái chiếc máy bay của hãng này khi mà cất cánh từ Denver chuẩn bị uh, bay đi á thì nói chung là một cái nắp đậy máy nó bị bung ra, thế là máy bay lại phải uh, yêu cầu được uh, đáp khẩn cấp quay lại uh, Denver trước khi mà chuyển sang 130 hành khách sang máy bay khác để mà tiếp tục cái hành trình đó. Người ta nói rằng là cái chuyến bay đó nó đã bị trễ đến 3 tiếng đồng hồ tại vì từ Denver bay qua Houston vào cái thời điểm đó, buổi sáng đó nhưng mà cuối cùng phải quay lại xong rồi chuyển đi. Thì một lần nữa nói là trong thời gian qua khi mà Boeing liên tục uh, vướng phải những cái cái sai lầm mà do lúc mà kiểm tra máy móc họ không có để ý kỹ lần trước thì nào là nguyên một cái cửa à, bị bay đi rồi xong rồi đến cái phiên cái chiếc máy bay vừa bay đi thì một cái bánh xe trong đó ừ. rớt xuống rồi bây giờ thì lại là một cái nắp để giống như là đậy máy vậy đó nó cũng bị block lên thành ra là người ta cảm giác rằng cái chuyện mà hãng Boeing đang phải đối diện với nhiều những cái vấn đề người ta sẽ điều tra hoặc là nó sẽ bị nhiều cái cái vấn đề khó khăn ở trong thời gian tới đây. À, cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Sau cà phê sáng sẽ là chương trình thời sự thế giới. Xin kính chào quý vị. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345 Thảo yên. Quang Trường Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới và lẽ đương nhiên hôm nay là ngày nhật thực tại vùng Bắc Mỹ, Mexico, Hoa Kỳ và vì thế chúng tôi sẽ tập trung khá nhiều về tin tức này. Đây là hình ảnh live trực tiếp một phần á, là ở Mazatlan, Mexico là nơi hiện tượng nhật thực đầu tiên sẽ bắt đầu. Và thưa quý khán thính giả, chỉ còn vài phút nữa thôi. 9 giờ 51 phút tức là 8 giờ 51 phút giờ California. Hiện tượng nhật thực sẽ bắt đầu tại thành phố Mazatlan. Thành phố du lịch cũng nổi tiếng lắm. Xuống tận qua khỏi Puto Vallarta xuống tận phía nam của à, Mexico. À, ở vùng à, biển Thái Bình Dương. À, và New York hôm nay thì họ đang cầu mong là mây mù sẽ bay hết trong vòng một vài tiếng tới. Một bên nữa là Texas, Dallas, vân vân, mọi người đang chờ đợi và một khu đồng trống của Arkansas. Đây là hình ảnh của hãng thông tấn AP đang gửi trực tiếp và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi hình ảnh này trong xuyên suốt cái phần tin tức ngày hôm nay. À, chúng ta ở tại miền Nam California cũng sẽ nhìn thấy hiện tượng nhật thực một phần. À, đúng ra là bán phần tức là chưa tới 50% khoảng 48% bắt đầu vào 11 giờ sáng trên đường Bosa. <laughs> trên đường Bosa luôn mới ghê chứ. <laughs> Chúng tôi sẽ theo dõi và gửi đến quý vị các hình ảnh trực tiếp cũng như phần tin tức chiều nay. À, cái vấn đề chính đó là người ta đưa ra những khuyến cáo đặc biệt là tai nạn xe cộ thì không biết uh, sẽ như thế nào. Nhưng mà trong phần tin tức 5 giờ chiều nay chúng tôi sẽ báo cáo toàn bộ tin tức sau khi đã nhận được đủ. Bởi vì hiện tượng là nhật thực này diễn ra trong bộ chỉ có vài phút thôi. Thì sau khi mọi người lũ lụt à, lũ lượt về rồi đã chúng ta sẽ theo dõi coi tình hình sẽ như thế nào. Và sẽ có thêm nhiều chi tiết về nhật thực ngày hôm nay. Thời tiết um, Lê như thế nào tổng biến? Vâng thưa quý vị và thưa anh hôm nay đó nhìn chung là thấy trời Nắng đẹp và nhiệt độ à, tăng trời ấm hẳn lên so với những ngày trước Qua ngày mai thế còn nóng hơn nữa quý vị hôm nay 71, 72 Ngày mai một cái đợt gió nóng kéo về à, Có thể lên đến 80 độ à, Tuy nhiên hôm nay à, một số vùng ở khu vực à, Los Angeles Thì họ nói là sẽ có mây mù nhiều Cho nên quý vị nào ở đó mà muốn coi nhật thực Thì à, có thể à, lúc đó bị trời mây mù <cười> <cười> <Sì> <cười> à, Thì à, nhìn chung đó là từ đây cho đến ngày thứ năm à, trời nóng hẳn lên thưa quý vị trung bình là phải 77 độ trở lên, cái đến thứ sáu cuối tuần thì à, một cái đợt mưa nhẹ nó kéo về thì ngày thứ sáu trở đi thấy nhiệt độ tuột xuống 60 mấy độ, à, thứ bảy chủ nhật xuống còn có khoảng 60-62 độ thôi. Rất nhiều người tốn nhiều ngàn mỹ kim bởi vì à, những khách sạn mà nơi mà có nhật thực đó thưa quý vị có nơi họ chặt 500 đô la trong ngày hôm nay. Tức là tối hôm qua phải ở đó, rồi ở hết ngày hôm nay thì mới về nhà. Thì chồng chèm tốn cũng cả ngàn đô la, chưa kể tiền máy bay, chưa kể tiền ăn uống và gia đình thường là họ đưa nhau đi. kể cả cho phép các em nghỉ nữa, cho nên nhiều người tốn rất nhiều tiền để xem được hiện tượng nhật thực toàn phần. Trong cái đó tình hình tài chính trong ngày nhật thực hôm nay đặc biệt là ở New York mở cửa như thế nào à, các anh uh, trao đổi nhưng mà rồi đó nhiều anh cũng sẽ bỏ ra bên ngoài trong vòng uh, một vài tiếng đồng hồ tới đó để uh, theo dõi hiện tượng uh nhật thực trong lúc trao đổi chứng khoán thị trường vẫn tiếp tục hoạt động và lúc hiện tượng nhật thực diễn ra dow jones đang lên được 24 điểm nasdaq lên khoảng chầm chèm trên 39 S&P p 500 lên trên 6 điểm thưa quý vị công trái phiếu 10 năm hôm nay là 4,42 và điểm đáng chú ý đó làm cho quý vị thấy là cho dù là quỹ dự trữ liên bang vẫn giữ nguyên phân lời nhưng mà phân lời thả nổi rõ ràng là đến từ các ngân hàng thì các ngân hàng cho vay thì họ dựa vào các hoạt động tài chánh để điều chỉnh phân lời mỗi một ngày nhưng mà khi mà chúng tôi đưa đến quý vị phân lời 10 năm đó điều đó nó cũng trói vào phân lời tái tài trợ nhà cửa địa ốc và kể cả mượn nợ mua xe nữa. Thì nói chung tất cả các món nợ mà quý vị mượn đó bao gồm kể cả thẻ tín dụng nếu mà điền đơn trong ngày hôm nay đó thì chúng ta cũng sẽ thấy cái thẻ tín dụng nó cũng thay đổi luôn nữa. Và cái vấn đề mà phân lời thả nổi là thả nổi dựa trên phần công trái phiếu 10 năm này 4,42 cao hơn chấm 1 so với tuần lễ qua. Dầu thì xuống 94 sen ở mức 85 đồng 97 sen. Giá dầu đi xuống một phần sau khi Do Thái quyết định rút quân ra khỏi một vùng ở giải Gaza. Vàng lên 2 đồng 7, 2348 đồng 10 sen. Và thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, hai công ty Uber và Lyft à, tuyên bố họ sẽ chuẩn bị ngừng kinh doanh tại thành phố Minneapolis. Cái lý do đó thưa quý vị là tại vì à, Tháng trước, hội đồng của thành phố Minneapolis họ đã bỏ phiếu và đưa ra một cái ordinance à, bắt buộc Uber và Lyft á, phải trả cho những người tài xế một cái mức lương. Một là họ tính như thế này, một à, 1 đồng 40 cent cho một mai cộng với 51 cent cho một phút hoặc là à, trả hẳn một lần là 5 đồng cho một cái ride thì cái mức nào mà nhiều hơn đó thì họ lấy cái mức đó à, không tính tiền tip tiền tip là cái người tài xế lấy hết luôn khi mà hai công ty này chạy ở trong cái thành phố này thì à, cái lý do đó là thứ nhất à, những người tài xế của hai cái công ty này ở khu vực Minneapolis thì đa số gần 80-90% là những người di dân đến từ các quốc gia của Đông Phi thưa quý vị mà À, có hai người là Khao Minh ở trong hội đồng thành phố Minneapolis cũng là à, người ở gốc Đông Phi à, cho nên họ nói thứ nhất là à, ở cái thành phố này đó cái mức lương trung bình đã là 15 đồng 57 cent cho một giờ rồi à, mà cái công ty uber and Lyft họ trả với mức lương trước đây đó không biết họ tính như thế nào nhưng mà không có đúng à, bằng với cái mức lương minimum wage của thành phố à, ý họ nói là à, hai cái công ty này đó, lợi dụng những cái người à, di dân gốc đông phi à, làm những cái việc trả cái mức lương trẻ mạc không thể nào mà sống được ở đây thì à, cái lý do là hai cái ông kaosomin ở đây họ vốn là người di dân gốc đông phi rồi cộng đồng người gốc đông phi ở đây cũng như một thời gian rất là dài họ đã giống như là áp vô khí cho cái chuyện mà tăng lương thì cuối cùng mặc dù là hai cái ông kaosomin ông đưa ra nhưng mà phải được cả cái hội đồng thành phố cùng nhau bỏ phiếu đồng thuận thì mới được thì đến cuối cùng sau một thời gian dài vào tháng vừa rồi đó họ đã đạt được cái điều đó thế nhưng hai cái công ty này họ cũng nói là à, theo như uh Bộ à, lao động à, ở tại Minnesota đó, họ đã à, giống như là hỏi và đặt cái câu hỏi thì phía bộ lao động nói là chỉ với cái mức lương là thứ nhất cộng một mai trả cho những người này 89 cent cộng thêm một phút 49 cent là nếu mà cái người tài xế này chạy 8 tiếng một ngày đó cộng tiền thiếp này nọ thì đã làm đủ bằng với cái mức lương minimum wage của thành phố là 15 đồng 57 thì phía Uber and Lyft họ lấy được cái con số đó của bộ lao động họ nói là nếu mà trả với cái mức đương, cái mức này đó thì họ đồng ý, nghĩa là trước đó họ trả thấp hơn cái mức này nữa, nhưng mà với cái uh, 5 đồng đó gì, gì đó của thành phố thì họ không chịu và cái ordinance này đó thì đến ngày 1 tháng 5 này chính thức đi vào uh, hiệu lực ở tại Minneapolis, cho nên uh, sáng ngày hôm nay đại diện phát ngôn của Uber họ cho biết họ không chỉ ngừng lái ở Minneapolis mà họ ngừng luôn ở những cái khu vực lân cận như là St Paul uh, và các phi trường lớn xung quanh uh, Twin Cities họ ngừng hết luôn uh, còn riêng Lyft á, thì họ nói là họ chỉ không có chạy ở trong Minneapolis thôi nghĩa là bất cứ ai mà uh, cần pick up hay là drop off ở thành phố đó họ không pick up nhưng mà uh, những cái phi trường ở xung quanh thì họ chạy thì giờ chỉ còn Lyft thôi mà uh, theo như phía um, um, bộ lao động uh, họ nói là ở cả hai cái thành phố này đó dân số cộng lại lên đến 3 triệu người là gấp đôi uh, xin lỗi quý vị hơn nữa dân số cả cái tiểu bang này cộng lại rất là đông đúc thì bây giờ nếu tháng 5 này mà cái thành phố này họ vẫn giữ cái 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 mức lương này đó thì những người mà xuống phi trường mà đi về ở Minneapolis sẽ không có Uber và Lyft để mà đi thôi quý vị. Hiện tượng nhật thực thì hầu như diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới hàng năm. Bởi vì một khi quả đất, mặt trăng ở giữa và mặt trời và lý do hiện tượng nhật thực toàn phần theo lời giải thích của các khoa học gia và điều này hồi nhỏ những ai đi học thì cũng đã được hướng dẫn Chúng tôi sẽ tiếp tục đề tài này cũng như các hình ảnh live trực tiếp từ các khu vực hiện tượng nhật thực toàn phần sẽ diễn ra. Mời quý vị cùng theo dõi thêm các chi tiết rất thú vị. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345. Bây giờ là 8 giờ 46 phút, giờ truyền hình live tại uh, miền Nam California, nói chung là California. 8 giờ 46 phút, nếu quý vị theo dõi trên Youtube thì đừng quan tâm tới cái giờ giấc. À, nhưng mà chúng tôi đang uh, gửi đến quý vị chương trình truyền hình trực tiếp và đó là thời điểm mà đây là những hình ảnh trực tiếp vào lúc 8 giờ 46 phút giờ California. Và múi giờ, thưa quý vị, được chia làm bốn múi giờ trên vùng Bắc Mỹ. California là Pacific Time. Kế đến là Arizona sẽ là Mountain Time. Sang tới Texas là Central Time, cũng như Colorado. Rồi cuối cùng mới đến cái khu vực chúng ta thường hay nói giờ New York, tức là Eastern Time, giờ đông bộ Hoa Kỳ, bốn múi giờ và vì thế cái hiện tượng mà quả đất quay vòng tròn mặt trăng à, mặt trời mặt trăng thì quay vòng vòng mặt à, quả đất chúng ta và khi cái thời điểm mặt trăng đúng vào điểm nó che khuất mặt trời bởi vì mặt trời xa chúng ta quá và mặt trăng thì gần với quả đất cho nên đủ sức khi lúc đó vào cái thời điểm mà mặt trăng đủ lớn đúng vào một đường thẳng và vì thế nó che khuất mặt trời nhờ thế những người trên quả đất đúng vào thời điểm đó tức là vào khoảng thời gian sắp tới đây một vài chục phút nữa thì đúng vào cái thời điểm mà người dân ma giác lan mà nếu những ai mà theo dõi đoạn camera này đó thì đúng vào thời điểm hiện tượng nhật thực thì hình ảnh này sẽ tối thui bởi vì không có mặt trời. Cho nên cái hiện tượng đó nó rất là đặc biệt mà à, điểm không được vui cho lắm á những ai mà không xem được cái hiện tượng nhật thực ngày hôm nay ở vùng Bắc Mỹ đó thì họ có thể di chuyển hàng năm du lịch ở các nơi để xem được nhưng mà nếu quay trở lại thì hiện tượng nhật thực này 20 năm nữa không biết tôi còn sống nữa không Thảo Yên, nhưng mà Thảo Yên vẫn lúc đó thì có thể vẫn tiếp tục làm Lê được Sài Gòn TV sẽ tường trình trở lại hiện tượng nhật thực. Điểm đáng chú ý đó là năm 2017 dưới thời tổng thống Trump lúc đó đã xảy ra hiện tượng nhật thực và một phần nước Mỹ cũng xem được nhưng không bằng lần này. Họ nói số người xem được lên tới cả chục triệu người so với cái thời mà ông Trump lần này đó hiện tượng nhật thực ở vùng Bắc Mỹ nó rõ hơn và vì thế sẽ nhiều người được xem hơn Ở tại Arkansas là cái khu vực như quý vị đang thấy hình ảnh của hãng thông tấn AP Đặt ở ngoài một cái bãi đất trống như thế đó Lại một cái nơi tuyệt vời nhất Như quý vị nhìn thấy bầu trời trong xanh Và rồi đến cái hiện tượng mà ở Arkansas khi hiện tượng nhật thực Và khu vực Buffalo, New York Đây là ở Niagara Falls, New York Gần với Canada đó Cũng là nơi hiện tượng nhật thực toàn phần sẽ diễn ra nhưng mà chúng ta thấy ở arkansas bầu trời sẽ tối đen nhiều hơn bây giờ thì new york không biết một vài tiếng nữa đó hiện tượng sẽ như thế nào nhưng mà người ta mong rằng rồi chúng ta thấy nãy giờ đó thì đây hình ảnh live mà thưa quý vị chúng ta thấy bắt đầu trời bắt đầu nó trong xanh rồi và những người mà tập trung ở đây đó họ đã di chuyển rất xa à, rồi đây là ở uh, texas uh, mesquite Texas. nói chung là cái khu vực Dallas sẽ thêm được hiện tượng nhật thực toàn phần và chúng ta sẽ thấy nếu mà chương trình này còn tiếp tục chúng tôi sẽ gửi đến quý vị hình ảnh live trực tiếp từ mazatlan để xem coi người dân ở đây họ có mang kính hay không thì thưa quý vị một lần nữa đó trong vài ngày qua có nhiều tin tức nói rằng nếu mà quý vị lỡ mua cái kính này bởi vì hám rẻ đó nhiều khi ở trên eBay, thậm chí Amazon luôn cũng bán đó. Thì quý vị vô cùng cẩn thận vì đa số là kính giả made in China. Nhưng mà cũng tùy. À, kính mà chúng tôi cầm trên tay đó à, thì đã được mua ở tại đây và được à, chứng nhận là sử dụng được cho Total Eclipse, nhật thực toàn phần luôn. Thì kính này à, made in USA cho nên quý vị nào mua cầm trong tay cái kính mà make in USA thì dù như có mấy đồng, á, có nơi thì họ phát miễn phí nữa, tùy, tùy nơi thì à, là à, tốt nhất và các nhà khoa học và cũng như các chuyên gia thì họ khuyên á, nhất là ở California nhất, nhất là những nơi mà không có hiện tượng nhật thực toàn phần á, thì luôn luôn mang kính, bởi vì sao? một tia nắng của một tia le lói của mặt trời thôi cũng đủ có thể gây hại đến cặp mắt của quý vị. Tuy nhiên những nơi chẳng hạn như Mazatlan rồi Dallas hoặc là ở Arkansas đó hiện tượng nhật thực toàn phần khi diễn ra đó người ta có thể tháo cái mắt kính này ra. Cho nên rất là thú vị. để Đó là lý do tại sao nhiều người họ nói 20 năm nữa thì tôi chết rồi. Làm sao mà tôi xem được. Tôi không biết chuyện gì xảy ra trong vòng 20 năm tới. Họ nói thà bây giờ bỏ ra mấy ngàn đô la để xem hiện tượng này trong vòng 4 phút. 4 phút mặt trời bị che và hiện tượng trên quả đất nó tối thui. Thì điều đó sẽ giúp cho chúng ta tháo bỏ cái kính này trong vòng 4 phút nhưng mà không phải ở California hoặc những nơi mà chỉ có bán phần thôi. California chỉ xem được 48 à, uh, 48 phần trăm mà thôi. À, thứ hai nữa cũng tin liên quan họ nói rằng vì lý do vào càng lúc mà gần tới giờ mà hiện tượng nhật thực diễn ra đó Người ta lại có cái khuyên hướng lái xe Để tới kịp thời cái khu vực cho phép họ không thích đứng một chỗ thậm chí đó có nhiều người nói thực sự khi mà hiện tượng ở cái khu vực đó nó toàn phần rồi quý vị đứng chỗ nào cũng nhìn thấy cả nhưng mà nhiều người họ không muốn như thế họ muốn lái xe đậu xe lại rồi xuống đặt ghế trong cái công viên vân vân và vì thế có thể sẽ xảy ra hiện tượng tai nạn tai nạn rất nhiều và thậm chí nó dẫn đến cái số người chết cao nữa thì các um, các cuộc nghiên cứu họ nói diễn ra trong các um, hiện tượng nhật thực trước đây đó số người chết vì tai nạn diễn ra khá nhiều vì tranh giành đụng độ nhau trong lúc trên đường lái xe nhất là ở trên xa lộ và đó là họ khuyến cáo và vì thế họ luôn luôn khuyên là trước đó nhiều tiếng đồng hồ có người những người đã cắm trại ở khu vực này cả ngày hôm trước nữa đã cắm trại hoặc tới sớm hơn à, thay vì gần tới giờ mới chạy đến cho nên cái việc mà xem hiện tượng nhật thực này nó phải thu xếp theo mỗi một gia đình thì đó là những cái tin tức mà à, chúng tôi có được thứ hai nữa thưa quý vị họ nói rằng quý vị đừng lấy điện thoại cầm tay chụp hình bởi vì cái sensor trong cái điện thoại này nó cũng rất là nhạy cảm và vì thế sẽ có nhiều người ngày hôm nay vì lý do nào đó cầm cái này lên và chưa hết đó, không đeo kính mà cứ hướng hướng về phía mặt trời để chụp đó, có thể sẽ gây hại đến điện thoại của quý vị cho nên họ khuyên không nên lấy điện thoại để mà chụp hình và cái điều tốt nhất chúng tôi làm ở Việt Nam mang một cái thau nước ra là an toàn nhất khỏi cần mắt kính mang cái thau nước để ra giữa sân thế là có thể nhìn vào cái thau nước nhưng mà nhiều người nói ô cái đó xem gián tiếp chứ không phải xem trực tiếp cho nên họ nói ô không làm như thế tuy nhiên những ai mà không có mắt kính đó thì có thể làm cái điều đó à, ngay bây giờ thưa quý vị ở Arkansas chúng tôi thấy đã có nhiều người họ đã tập trung à mang máy quay rồi cái hệ thống quay của họ đó ngay cả cái camera đó thì họ có một cái lens đặc biệt để giảm cái ánh sáng của mặt trời xuống và cái lens này nó 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 họ nói rằng cái màu đen này đó thưa quý vị 100 lần mắt kính mát của mình nó đen 100 lần cho nên chúng tôi nhìn vào nhìn nhìn thậm chí những cái ánh đèn này đó cũng không thấy qua được mà phải nhìn bằng cái tia nắng mặt trời bởi vì nó 100 lần so với kính mát của mình. Nhiều người cũng mang máy quay ra ở ngoài lộ thiên để chụp và à, những hình ảnh này chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trực tiếp xuyên suốt trong bản tin ngày hôm nay và quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị sáng ngày hôm nay không quân của hoa kỳ đã đưa ra một cái báo cáo liên quan đến một tai nạn của một người nhân viên trong lúc làm việc cho không quân vào năm ngoái đó lại bị tử vong trong lúc mà đang làm việc thì à, tại vì gia đình của cô này đã chính thức à, khiếu nại yêu cầu là phải có một cái cuộc điều tra cho nên là không quân họ điều tra từ đó cho đến bây giờ gần 6 tháng trời thì à, cuối cùng đã có kết quả đây là cô Stephanie Cosme 32 tuổi thưa quý vị cô làm việc cho một cái công ty tư nhân công ty này tên là Sumeria Systems họ có hợp đồng với lại chính phủ chuyên cung cấp cái dịch vụ gọi là Test Support Services. À, họ chuyên um, test những cái drones, máy bay không người lái của không quân. Thì chuyện xảy ra là vào tháng 9 năm ngoái. À, chúng tôi sẽ quay trở lại à, tiếp tục phần tin tức này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345 Thưa quý vị lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là vào tháng 9 năm ngoái một cô nhân viên của một cái công ty tư nhân có hợp đồng với lại công quân của Hoa Kỳ trong lúc mà làm việc đó thì bị một cái tai nạn đó là cô... À, đang đi kiểm tra xung quanh một cái chiếc uh, máy bay không người lái nhưng mà cô đã bước thẳng vào cái cánh quạt lúc nó đang quay thì khiến cho cô chết ngay tại chỗ thì đây là cô Stephanie Cosme uh, như chúng tôi thưa đó thưa quý vị cô làm việc cho công ty tên là Sumeria Systems cái công ty này họ có hợp đồng chuyên cung cấp cái dịch vụ test support cho à, máy bay không người lái của chính phủ thì cái ngày hôm đó cái buổi tối đó cái công ty của cô là ở ngay tại palmdale họ test một cái chiếc mq9a ripper để cái như cái hình quý vị thấy thì khi mà kiểm tra đó là họ phải để cái engine on rồi nguyên một cái team của cô này chứ không phải một mình thì cả team hình như là bốn năm người vậy đó thưa quý vị và đây là hình ảnh của cái 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 field ở cái công ty đó khi mà họ kiểm tra thì khi mà bây giờ đó cái chuyện xảy ra là à, tất cả những người nhân chứng họ kể là mỗi một người họ lo những cái bộ phận khác nhau thì cái trách nhiệm của cái cô này đó là cổ cầm một cái thiết bị à, ở trên tay đọc những cái thông số ở những cái phần mà cổ chịu trách nhiệm thì lúc đó cổ bước từ cái thân máy bay ra à, và cổ cứ à, nhìn trên cái 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 thiết bị của cổ đó cổ bấm liên tục thì đang làm việc và cổ quẹo bên tay trái đi thẳng về hướng cái cái đuôi máy bay thì như quý vị thấy trong hình đó là cái lúc này cái cánh quạt nó đang on đó nó đang chạy nhưng mà buổi tối mà cái, cái 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 vì tối như thế này đó cho nên cái hình mà chụp rõ ràng chúng ta không thấy được cái cánh quạt đâu cả nhưng mà thật sự có cái cánh quạt ở đây thì cổ cứ bị giống như là không tập trung đó cho nên là cổ bước đi như vậy và cổ lao thẳng vào trong cái cánh quạt mà những người đồng nghiệp họ kể là khi họ thấy cổ đến quá gần đó họ có la lên giống như là để chạy theo nhưng mà không có còn kịp nữa đến khi mà tất cả mọi người họ gọi xe cấp cứu rồi cứu thương đến cô bị cái cánh quạt đập thẳng vào đầu bể xương vai à, không có cứu được nữa à, xe cứu thương đến là cô đã chết rồi thì khi mà à, phía à, gia đình yêu cầu không quân chính thức mở cuộc điều tra đó thì họ nói à, có rất nhiều những cái lý do nó cộng lại cùng một lúc cho nên đây là một cái tai nạn phải nói là rất xui xẻo thứ nhất thường đó những cái công ty này họ không có uh, test vào ban đêm nhưng mà cái thời gian đó không biết bây giờ sai sót là ở đâu nhưng mà bởi vì họ đã bị cái quá trình đó nó đã bị trễ tối ngày hôm đó công uh, cái team của cô này phải làm ban đêm để mà sáng ngày hôm sau họ đưa ra được cái report cho không quân là cái chiếc uh, drone này có uh, giống như an toàn hay là cần sửa chữa gì hay không cho nên họ phải làm gấp và như quý vị thấy đó không quân khi mà họ mở cuộc điều tra thì họ đem cái chiếc drone này để cùng cái chỗ đó rồi cùng cái lighting và thời điểm đó để họ xem là giống như là những cái không gian xung quanh nó có ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của cái người nhân viên của cả cái team đó hay không thì thật sự cái tấm hình mà trong cái report của không quân như quý vị thấy không thấy được cái cánh quạt và thứ hai nữa là không quân họ nói À, cô này đó cổ đã bị trend sai cách là à, có thể là tại vì cổ bị à, rush cái cả cái thiên của cổ bị à, giống như hối thúc để kết thúc cái công việc cho nó nhanh à, chứ thật sự ra họ nói là mỗi một cái khâu khi mà cổ ngừng cổ phải ngừng lại đứng bấm những cái thông số lên trên cái máy rồi mới tiếp tục đi nhưng mà khi đó cổ cứ đi cổ tập trung quá vào cái 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 công việc của cổ làm và cổ đã bị một cái họ nói là mất tập trung vào hoàn cảnh xung quanh thì một loạt bốn năm cái nguyên nhân nó cộng lại nó gây ra cái tai nạn này nhưng mà bây giờ đó gia đình của cô này thì họ nói là lỗi là ở cái công ty thứ nhất trend sai cách và thứ hai là đã hối thúc những người nhân viên như cô làm việc ban đêm ở cái tình trạng không an toàn 100% cho nên là với cái report này của không quân thì bây giờ gia đình đang cân nhắc họ sẽ thuê luật sư để mà kiện thưa quý khán giả, là đây là hình ảnh của cô Destiny Dicoff, một cư dân của uh, tiểu bang Massachusetts, 26 tuổi, uh, gia đình và uh, um, bệnh viện vào sáng nay tuyên bố cô đã chút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày hôm nay. Uh, chuyện gì đã xảy ra uh, từ thứ năm tuần trước? Cô Destiny cùng với một nhóm bạn À, hầu như có tới 5-6 người đàn ông trên một chiếc xe Và trong lúc lái xe trên xa lộ đó Thì đã đương đầu vào trong một cái hoàn cảnh Mà chúng ta hay nghe nói Giận dữ trong lúc lái xe đó Road rage trên xa lộ này Thì đến giờ phút này Cảnh sát Massachusetts đang mở cuộc điều tra lấy thông tin từ bên bị tai nạn và tên tài xế này. À, tên tài xế này 36 tuổi Ryan Sweat đã bị bắt và hiện nay đang đương đầu với tội cố ý gây chết người, cố ý gây tai nạn, tấn công bằng vũ khí. Thế nhưng tin tức đưa ra đó thì có nhiều điều mâu thuẫn theo lời khai của tên Sweat này. Hắn nói đó là hắn sợ cho mình bị tấn công vào vì thế hắn phải tấn công trước. Thế nhưng theo lời nhân chứng tại hiện trường. Trong đó có những người bạn trai của cô Destiny bởi vì cô đi cùng một nhóm thanh niên trong cái chiếc xe mà cô lúc mà bị vấn đề gì đó không biết làm sao có thể bị bị đụng thì thưa quý vị theo bản tin nói rằng theo lời khai của tên Sweat này đó lúc mà hai nghĩa là hai người nghĩa là lái xe nhanh ở trên xa lộ đó thì chiếc xe của cô Destiny đó đã ở phía trước và đạp thắng và đó là cái tình trạng mà nếu quý vị theo dõi những cái vụ mà quay road rage chúng tôi theo dõi mới đây trên YouTube rất là nhiều đó thì phần lớn là cứ chạy phía trước chọc giận cho cái người tài xế phía sau bằng cách đạp thắng. Cứ đạp thắng rồi có những cái người tài xế họ giận dữ đó, họ ủi luôn. Mày đạp hả? Ta, tao cho mày đạp. Thế là những cái tài xế xe tải ủi luôn, nghĩa là gây ra tai nạn. Nhưng mà không có chết người như trong trường hợp này. Bởi vì cái tên swap này sau khi đã bị... nghĩa là hai bên, nghĩa là chè kèn cựa nhau trên xa lộ đó, thì một chiếc, một bên, chiếc xe đó đã làm hư một phần chiếc xe của cô Destiny. Và khi chiếc xe nó bị đụng chạm đó thì cả nhóm bỏ bộ, bỏ, bỏ xuống xe để mà xem coi cái cái xe bị hư hại như thế nào. Thì cùng lúc đó theo lời nhân chứng tên Sweat này đã người ta tưởng là đã chạy đi bắt rồi thì chạy đi luôn đi. Hắn yêu thơn quay trở lại vừa thưa quý vị và lúc mà quay trở lại đó thì cái sự giận dữ nó khủng khiếp rồi. Hắn nhắm vào cái nhóm này ủi tới luôn, ủi chiếc xe mình với tốc độ cao. Thì khi mà ủi tới đó thì những người thanh niên đó họ đang đứng ở trên đường đó, họ chờ gọi cảnh sát tới bởi vì, vì đụng mà một trên này um, bỏ chạy mất mà thì có thể họ sẽ khai báo với cảnh sát là hit and run, tức là ủi xong bỏ chạy mất. Thì không ngờ chiếc xe của cái tên này chạy mất rồi quay u turn quay trở lại và nhắm vào cái nhóm người này ủi tới luôn và vì một lý do nào đó cô Destiny đã không tránh khỏi và đã bị xe đụng vào văng ra khỏi bên đường thì cảnh sát tới rồi mà khi mà ủi rồi đã hắn còn tiếp tục bỏ chạy đó thì những người này mới chạy ra để mà chặn giữ hắn lại và cảnh sát cũng được à, chạy tới để thông báo về cái trường hợp đó thì cảnh sát đã dừa theo và chặn được cái tên này trên đường và bắt giữ thì sau khi mà chặn được bắt giữ rồi đó bắt đầu cảnh sát thực hiện cái cuộc hỏi cung cả hai bên thì họ thì một bên thì khai rằng là à, bên xe của cô Destiny là tấn công trước nhưng mà những người bên xe Destiny nói là ô cái chuyện đó là road rage có nhưng mà tôi tưởng là xong rồi thì hắn bỏ chạy. Nếu mà chạy luôn thì đâu có chuyện gì xảy ra luôn. Thì không ngờ là hắn quay lại và gây. Bây giờ ra thì cũng từ cái vụ mà giận dữ trên đường phố này bây giờ chưa biết ai trúng ai sai. Nhưng mà một bên thì cô gái tử vong. Một bên thì tên này có thể ở trong tù đến 20 năm tù là ít nhất. Bởi vì cái tội là cố, bây giờ là họ bị ghép vào cái tội cố tình giết người. Chứ không phải là tai nạn gây thương tích nữa và cảnh sát ở tại Wisconsin cũng như là California đã phối hợp à, điều tra bắt được một ông thưa quý vị, ông này đó ăn cắp danh tính và giống như là sống một cuộc đời không phải của mình trong suốt 30 năm à, và cuối cùng đó nhờ một người cảnh sát ở wisconsin mới bắt được ổng chứ còn cái nạn nhân mà bị ăn cắp danh tính đó à, nếu như mà không có cái ông detective này còn phải đang bị ở tù gần 2 năm ở tại california nữa trong khi nghi phạm thì sống một cuộc đời rất là sung sướng giàu có ở wisconsin chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này kính mời quý vị tiếp tục theo dõi Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345. cảm ơn quý vị đang theo dõi phần tiếp theo của chương trình à, thưa quý vị lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là có một nạn nhân ông này đó thì ông sống ở California nhưng mà ông đã bị ăn cắp danh tính từ cách đây gần 30 năm nhưng mà ông không có biết à, chúng tôi không có hình của ông nạn nhân tại vì vì cái tính chất bảo mật à, đây là hình của nghi phạm thưa quý vị thì câu chuyện nó như thế này À, nghi phạm tên là Matthew Kierens, còn nạn nhân tên là William Woods. Hai người này đó vào thập niên 80 họ làm việc chung với nhau ở tại New Mexico, à, có thể làm việc ở trong một cái thảng xưởng nào đó à, thế nhưng sau đó nhanh rất là nhanh à, họ giống như là đường ai nấy đi cuộc đời ai nấy sống và cuối cùng cái ông nghi phạm ông Kieran này, ổng à, dạt về Wisconsin đó quý vị, à, rồi sau đó ổng vào được trong một cái bệnh viện cuối cùng làm lên được đến cái chức manager của cái IT department, nhưng mà không ai biết được là từ lúc mà ổng dạt về Wisconsin đó, là ổng đã ăn cắp cái tên của ông William Woods, à, không biết lý do vì sao, à, tin tức không nói. Uh, thì uh, uh, còn cái ông nạn nhân đó ông William Woods thật sự đó thì ổng dạt lúc đầu về New York rồi cuối cùng ổng uh, đến California. Mà Ổng làm giống như những cái chuyện mà ổng uh, không đi làm hãng xưởng nữa, lần cuối cùng ổng uh, đi làm là ổng bán một cái xe đồ ăn ở, ở trên đường phố tại California. Nhưng mà rồi cuối cùng ổng cũng bị đi uh, uh, trở thành người vô gia cư. Thì cái câu chuyện nó kéo dài qua đến năm 2019 thì ông Woods thật sự đó lúc này ổng giống như là vừa có lúc vô gia cư nhưng mà cũng có lúc là ổng có cha mẹ ruột thì có thể chính vì vậy mà ngân hàng đó họ có được cái địa chỉ của cha mẹ ruột của ổng thì tự dưng năm 2019 ông Woods thật sự ổng nhận được liên tục thư của ngân hàng đòi nợ ổng một cái số tiền lên đến 200 ngàn Thì ổng mới đi vào trong nhà bang ổng mới nói là tôi không hề mở những cái account này rồi tôi cũng không có mượn tiền vân vân nhưng mà lúc đó ổng là người vô gia cư thôi quý vị thì ngân hàng mới nói là ngày này tháng này ông có mở và từ năm 2016 ông đã mượn lên đến số tiền này thì lúc đó ông Woods ổng mới đưa cái thẻ social ra và ổng đưa driver license à, nhưng mà cái cái không biết uh, lý do vì sao thì bây giờ tin tức họ chỉ nói là ngân hàng đó họ hỏi những cái câu chắc liên quan đến uh, cái um, những cái thông tin về uh, uh, thân thế chẳng hạn nhà cửa rồi địa chỉ thì chắc ông Woods này nhiều năm trời ổng lan bạc tùm lum hết ổng không trả lời được thì cuối cùng mặc dù có cái sos nhưng mà ngân hàng gọi cảnh sát và cảnh sát đã đến bắt ổng rồi cùng lúc đó đó ngân hàng với cảnh sát lại đi liên lạc với cái người ăn cắp danh tính của ổng nhưng mà lúc này cảnh sát với ngân hàng họ không biết họ chỉ biết là cái ông tên Woods thật này đó, ở tại Wisconsin rồi có việc làm rất là ngon lành ở một căn nhà gần cả triệu đô làm mức lương 140.000 một năm manager ở trong bệnh viện à, thế là cái ông nghi phạm này đó, ổng mới nói là, ô, tôi không có biết ai ở Cali đâu, à, cái tay này ăn cắp danh tính của tôi, vân vân. Thế là ngay lập tức cảnh sát họ nghĩ là cái người mà homeless đó mới là người đi ăn cắp hmm. danh tính. Thế là họ tống ổng vào tù. À, và sau đó thì không không biết là lý do vì sao mà là, à, cuối cùng đó tòa án kêu là ông này đó ổng không có đủ tỉnh táo để ra tòa thì tòa bắt ổng đi vào trong bệnh viện tâm thần chữa trị một thời gian thì cộng luôn lúc vừa ở tù ở trong bệnh viện tâm thần. Ông Woods thật sự đó, ổng đã phải ở tù hơn 400 ngày thôi quý vị. Thì đến cuối cùng khi mà những cái buổi trị liệu xong rồi đó, thì phía công tố viên mới có một cái thỏa thuận là sẽ thả ổng ra, không bắt ổng ở tù nữa. Nhưng mà ông, à, bắt ổng là bây giờ không có được đi ra ngoài nói mình tên là William Woods nữa, mà phải lấy cái tên là kieran nghĩa là hai cái danh tính của hai người bị swap cho nhau thôi quý vị cảnh sát và công tố viên tòa án đó tin là ông woods không phải tên woods mà tên là kieran là tên của nghi phạm thì có thể lúc này ông woods uh, thật sự đó ổng không có bị điên nhưng mà ổng bây giờ ổng chỉ muốn được thả ra thôi ổng chấp nhận hết mọi thứ để được đi ra ngoài và thế là cuối cùng ổng mới tìm mọi cách ổng lần dò ra được thì với cái tên bây giờ của mình là Kieran ổng mới phát hiện được là cái tay này đó có công việc làm ở một cái bệnh viện tại Wisconsin thế là ổng mới liên lạc với bệnh viện ổng cứ nói liên tục là cái tay này ăn cắp danh tính của tôi à, thì lúc đầu bệnh viện họ không có tin họ lại kêu ổng đi liên lạc với sở cảnh sát địa phương ở Wisconsin thì kéo dài mãi cho đến năm 2023 thì cuối cùng có một người detective ở Wisconsin cho quý vị à, ừ. Ông thấy ông này giống như là Ông cứ cứ liên tục, ông cứ gọi hoài Tháng nào ông cũng gọi một lần hết Thì cuối cùng ông uh, detective này Ông mới đi theo dõi Thì uh, ông theo dõi cái tay mà bây giờ đang lấy cái tên Woods đó Ông thấy là năm 94 Tay này là lấy vợ, sinh con Nói chung là có một cái cuộc sống rất là ổn định ở đây Con cái cũng mang tên Woods Nhưng mà ông detective này Ông mới ăn cắp một cái ly nước của ông cái tay nghi phạm ở một cái nhà hàng và ổng yêu cầu phía gia đình ông Woods thật sự đó đưa DNA để mà đối chứng chỉ có cách này mới đối chứng được thôi thì thật sự ra cuối cùng cái DNA nó không có match thì ông detective thật sự ổng mới tin cái lời của ông Woods thật sự ở California đó ổng đi đến tìm thì đến lúc này cái tay này mới thừa nhận là y ăn cắp danh tính và với cái tội thứ nhất ăn cắp danh tính khai man và những lần mà hai sở cảnh sát ở Cali với Wisconsin họ yêu cầu cung cấp giấy tờ để đối chứng đó thì đương nhiên là y đưa giấy tờ giả thì đó là cái tội liên bang nữa và bây giờ y chính thức bị bệnh viện sa thải và sẽ đối mặt với một loạt những cái tội mà nếu như mà ở tù maximum có thể lên đến 30 năm. Vì hồ sơ tội phạm trong quá khứ không thể nào tìm được việc làm y cũng đã có thể có cái khả năng về hành tránh và vì thế mới làm cho bệnh viện được biết về y tế nữa và rất là khôn ngoan. Và vì thế trong nhiều năm trời lấy được ăn cắp được danh tánh này và điểm đáng chú ý vợ vẫn sống một cách bất hợp pháp như thế dưới tên tuổi của một người khác xui cho ông là ông cứ mong rằng cái người mà ông lấy cắp danh tánh là sẽ chết đi. Nếu mà thực sự ông chết đi chắc có lẽ là không bao giờ biết và ông cứ này cứ thả nhiên mà sống và làm việc và kiếm nhiều tiền như thế. Cũng bằng chứng DNA, một trong những vụ mà anh trộm tấn công vào một nhà băng United Bank ở California năm 1972 mới tìm thấy được nghi can nhưng mà mất nhiều năm trời. Và điểm đáng chú ý quý vị thấy đó, những cái vụ cướp mà lên tới cả chục triệu Mỹ Kim như vậy. Mà cách đây 2 năm, Thảo Yên cũng đã từng trình năm 2022 liên quan tới một cái vụ cướp. Và thực sự đến giờ phút này người ta cũng không biết được tổng số tiền được khai có thực sự là 100 triệu Mỹ Kim hay không. Cái thời gian mà diễn ra một cái hội trợ về kim hoàn trong đó bao nhiêu hột xoàn rồi những cái đồ trang sức rất là đắt tiền ở tại Los Angeles đó, thì một cặp vợ chồng trong lúc di chuyển đó, chuyển cả một cái xe tải mà trong đó họ nói rằng 100 triệu mỹ kim tài sản của họ lại bị cướp đến giờ phút này bó tay FBI cảnh sát họ cũng không, không biết được thực sự không biết được tổng số mà khổ đó là vì có bảo hiểm cho nên bảo hiểm đền và cũng hợp tác trong cái việc mà tìm kiếm thì họ hy vọng một ngày nào đó có một cái manh mối nào đó và một trong những nghi can ăn cướp chiếc xe mà Kim Hoàn đó sẽ bị bắt. Thế nhưng trong trường hợp mới đây, thưa quý vị, vào đúng ngày lễ phục sinh chủ nhật ở Siêu Ma, mà chúng tôi đã tường trình vào tuần rồi đó, thì nhiều chuyên gia, nhất là chuyên gia về tội phạm họ nói có thể cái vụ ăn trộm vào cái nhà kho ở Siêu Ma chắc có lẽ không bao giờ được tìm thấy. Bởi vì lý do đó, nhóm mà ăn trộm này họ nói là những tay mà rất là thông minh, không phải là những cái tay cướp thường. Và để nghiên cứu được 30 triệu Mỹ Kim chức kích giữ để mà họ vào mà thâu tóm được một lúc đó Họ đã bỏ ra rất nhiều tháng, thậm chí cả năm để nghiên cứu chiếc xe mà chú vị thấy trên đường đó, những chiếc xe um, chở tiền mặt đó. Đa phần 30 triệu Mỹ Kim lấy cấp từ cái nhà kho ở thành phố Siêu Ma, Los Angeles đó là tiền cũ, không phải là tiền mới. Cho nên cái serial number có sử dụng đi chăng nữa thì chính phủ liên bang FBI cũng khó lòng và về, và cái việc tiêu thụ 100 mỹ kim trong số tiền 30 triệu mỹ kim này đã được tẩu tán một cách nhanh chóng, thậm chí những kẻ trộm bây giờ cũng không còn có mặt ở California nữa mà có thể đi đâu đó rồi. Chúng tôi tiếp tục với câu chuyện này ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Chin và Kim Thu Cherry bán vàng bốn số chín có hình bản đồ Việt Nam bảy một Happy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ bảy một bốn hoàn Trọng thủy tiếp tục với các bản tin đáng chú ý trước đó chúng tôi đang đề cập đến vụ cướp mà ở không hiểu vì lý do nào những cái vụ cướp mà cả chục triệu mỹ kim nó xảy ra ở Los Angeles California không thấy ở à? New York cũng xảy ra những cái vụ cướp nhưng mà không có cái số tiền khổng lồ như vậy lớn nhất có thể nói rằng cái vụ cướp cách đây 2 năm. 100 triệu Mỹ Kim Thực sự cái con số 100 triệu không biết có phải thực hay không nữa Bởi vì không ai tìm thấy và cũng không biết được cái cái hiện thực kê khai tài sản của cặp vợ chồng Họ nói là bị cướp như thế này Sau khi đến một cái hội trợ về nữ trang Mà họ nói rằng những cái bao hột xoàn không thôi đó Cũng là cả trăm triệu Mỹ Kim Thì bây giờ thực sự là ở tại cái cái trong cái nhà kho chứa tiền này và số tiền 30 triệu Mỹ kim là đúng 30 triệu hay là ít nhiều hơn bảo hiểm sẽ phải chịu trách nhiệm trong cái vụ bồi thường này cho thân chủ bởi vì những cái cửa hàng mà mỗi một ngày những cái chiếc xe này tới các cửa hàng đó để lấy tiền mặt về họ không muốn giữ trong cửa hàng họ cũng không muốn có người cầm cả trăm ngàn mỹ kim đến để deposit trong ngân hàng không có bây giờ có những cái dịch vụ là như thế mỗi một ngày có những cái khu vực vài chục ngàn mỹ kim họ cũng nhờ những cái chiếc xe tải này đến lấy chứ họ không dám đưa nhân viên nhân viên đi ra bị cướp bị giết và vì thế mà đến giờ phút này chúng ta mới biết được thêm chi tiết là có những cái kho lưu trữ tiền mà đâu phải là chỉ có mang xe tải để vào có những cái nhân viên họ đếm cái số tiền đó trước đó rồi để bảo đảm là người chủ ký một cái tờ giấy nói rằng hôm nay tôi gửi 20.000 Mỹ Kim vào đó nhân viên kiểm tra qua nhiều khâu cuối cùng thì cái số tiền mặt đó được ghi rất rõ cái số tiền này đến từ cái cửa hàng địa chỉ là ở đâu vào trong đó sau đó thì cái số tiền này sẽ được liên chuyển đưa vào trong ngân hàng để bảo mật nếu như số cái tiền đó chưa được các chủ nhân cơ sở thương mại sử dụng lấy. Sau đó số tiền mặt này sẽ đưa vào trong một cái cái két sắt khổng lồ và cái két sắt đó chúng ta cũng có thể mường tượng được bằng những cái phim của Hollywood lẽ nhiên nó khổng lồ cái cái cửa lớn như thế. Cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà những tên trộm này biết được một cái khe hở rất lớn nếu không phải là người bên trong làm việc ở bên trong họ nói rằng phải là người ở bên trong và đặc biệt cái thiết kế của cái tòa nhà này tại sao bọn chúng biết được nếu mà đục một cái lỗ ở trên nóc sân thượng này đi lên trên đây được đó đúng vào cái điểm đó là cái điểm yếu nhất và có thể thả người xuống đi vào bên trong này thứ hai nữa, nếu không phải là tay trong làm sao có thể tắt được hệ thống báo động. Và chúng ta biết đó, hệ thống báo động của cái kho lưu trữ tiền mặt này đâu phải cái kiểu mà mua trên Amazon như thế đâu. Họ thiết kế để cho thấy rằng có những cái tia laser thí dụ như thế đã chỉ cần đi ngang qua thôi là báo động mà đâu phải là báo động nó kêu ầm 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 động đâu. Cái nơi mà chịu trách nhiệm an ninh vào ban đêm đó và chưa kể đó hệ thống camera quay hết ở bên trong bên ngoài. Mà tại sao bọn này nó vào nó đục cái lỗ từ ở trên nóc đi xuống bên trong lấy hết tiền ra, đục một cái cửa bên ngoài. Đi bằng cửa này không ai biết hết chung quanh là 24 trên 24. Chúng ta thấy đó ở các trường đại học thôi đó mà đã có xe di chuyển 24 trên 24 tuần tra. Thế thì bọn này đã biết được cái chiếc xe tuần tra đó đi ngang và làm thế nào chúng đục được cả bức tường này. Đâu phải là chỉ có đục vào ban đêm đó thôi mà có thể đã nghiên cứu và làm sao đục cái khoảng tường này mà lại không kích động cái báo động cho nên những cái tay này FBI họ im lặng Cảnh sát Suma và cảnh sát Los Angeles, California hiện nay im lặng Bởi vì thực sự bây giờ đó Như các chuyên gia họ nói Rất khó lòng để tìm biết được Nếu không có bằng chứng DNA Họ nói rằng thực sự cái bằng chứng DNA chỉ có một lần mà FBI phá vỡ được đó là năm 1972 trong cái vụ cướp ngân hàng United là một trong những cái tên trộm đó đó khi mà trở về cái khu nhà ẩn nấu của bọn chúng đó đã tình cờ nấu ăn và rửa chén khi mà cảnh sát đột vào cái căn nhà nghi ngờ đó đó họ lấy được một cái mẫu dấu vân tay và DNA của một trong những tên trộm mới phá được từ 1972 đến giờ này thì lẽ đương nhiên cái những cái tay trộm mà nó tinh vi và nó khôn ngoan đến độ nó tìm hiểu toàn bộ các hệ thống báo động bao nhiêu chục máy báo động bao nhiêu chục máy camera làm sao chúng thoát được mà không có một cái hình ảnh nào cả thì đó là cái lý do họ nói chắc có lẽ cái vụ 30 triệu Mỹ Kim này sẽ không bao giờ được tìm thấy trở thành một cái unsolved mystery và vào sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, um, hãng hàng không Spirit Airlines tuyên bố sẽ hoãn nhận máy bay từ Airbus và sẽ có kế hoạch lô đến 260 phi công của hãng trong một cái uh, nỗ lực bây giờ họ tìm cách trì hoãn phải trả 340 triệu để mà nhận hàng. Thì uh, đáng lý ra đó theo như đúng kế hoạch với Airbus là Spirit phải bắt đầu từ năm 2025 cho đến 2026 họ uh, nhận hàng từ Airbus thì cái số tiền họ phải trả ra là 340 triệu nhưng mà bây giờ họ muốn họ đã thương thảo với Airbus rồi và Airbus đồng ý là đến 200 uh, xin lỗi quý vị năm 2030 mới bắt đầu uh, uh, giao hàng thì cái lý do đó là thứ nhất quý vị cũng nhớ là cách đây vài tháng uh, Spirit với lại JetBlue, Blue họ à, tuyên bố là sẽ sát nhập với nhau à, trong một cái thương vụ trị giá lên đến 3.8 tỷ. À, sau một thời gian dài Spirit họ làm ăn bị à, lỗ lã rồi, à, khách hàng không đi rồi, à, rất là khó khăn để mà có phi công vân vân. Thì họ nghĩ là họ bán được cho JetBlue Blue à, để mà cứu cái 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 công ty này. Thế nhưng cái thương vụ này đã bị một tòa án à, liên bang chặn lại với cái lý do là họ sợ là hai cái công ty này sẽ trở thành monopoly rồi giống như là nâng giá thì khách hàng là người chịu thiệt thòi sẽ không có được những cái chuyến bay mà giá rẻ nữa thì ngay sau khi mà cái quyết định của phía tòa án đưa ra đó thì cả hai công ty luôn Spirit với lại JetBlue chịu ảnh hưởng nặng nề cổ phiếu của cả hai đồng loạt rớt. JetBlue thì bây giờ tính đến sáng ngày hôm nay giá cổ phiếu còn được 6 đồng mấy cho một xe. Riêng với Spirit thì bây giờ rớt xuống thấp nhất ở trong lịch sử của cái hãng hàng không này từ trước đến giờ còn có 4 đồng mấy thôi. Nếu mà so với những cái hãng đối thủ Delta đang được bốn mươi mấy đồng, American Airlines mặc dù vướng cái vụ với Boeing nhưng mà giờ cũng được hai mươi mấy đồng. Riêng hai cái hãng này chỉ chưa đến 10 đồng quá thấp thì với cái lý do không được xác nhập rồi và mà mà phải nếu mà để chuẩn bị nhận hàng thì phải đưa ra một cái số tiền 340 triệu mà bây giờ Spirit không có cái số tiền đó cho nên là thứ nhất họ hoãn lại thứ hai là với một cái công ty nhỏ hơn là Pratt Whitney cũng sẽ giao 13 cái máy bay cho Spirit bây giờ cũng hoãn luôn để tiết kiệm không phải tiết kiệm mà họ phải hoãn 150 triệu trả cho Pratt Whitney và cuối cùng 260 phi công của cái hãng này sẽ sắp sửa vào tháng 9 bị furlough, tôi quý vị nghĩa là không biết khi nào mới được gọi đi làm thì ngay lập tức khi mà cái tin tức này đưa ra cổ phiếu của Spirit lại tiếp tục giảm nữa à, liên quan tới cái vụ mà tiền bèo hầu ở chat hầu tòa ở trong lúc mà kháng cáo của ông Trump đến giờ phút này thì à, xem ra New York rất là bực à, bởi vì họ sợ, tin tức là sáng ngày hôm nay họ, họ lo rằng đó cái số tiền mà lên tới 455 triệu Mỹ Kim đó bao gồm luôn cả, sẽ bao gồm luôn tiền lời và cách tốn phí của New York có thể sẽ không lấy được bởi vì cái vụ kiện này phía New York xem ra cũng nắm chắc trong tay đó cho dù kháng cáo bởi vì dựa trên những à, những cái vụ kiện dân sự tiền tài tránh trong quá khứ đó khi mà cái vị thua với cái số tiền đó rồi có kháng cáo lên thì chỉ có tốn thêm tiền thôi cho nên phần lớn đó, là người ta giải quyết ngoài tòa chứ không có đẩy cái vụ này mà nó kéo dài cho đến giờ phút này, lẽ ra ông Trump có thể tranh chấp bằng cách thương lượng trước đây với cái số tiền mà có thể lên đến cả trăm triệu cuối cùng thì ông có thể thương lượng như là nhiều thương gia khác ở New York đã tư thương, thương lượng khi liên quan tới vấn đề trốn thuế hoặc lừa đảo hồ sơ tài chính để mà họ sẵn sàng bồi thường cho nó qua đi nhưng mà cái vụ này nó kéo dài cho đến giờ phút này một quý vị theo dõi thêm chi tiết liệu rằng New York có lấy được số tiền này hay không. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Jean và Kim Thư Cherry bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 985 -9999. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 -6100. mãi mê với tin tức quá chúng tôi quên mất luôn anh Anthony và mỗi hai hàng tuần gửi để chào anh Anthony ngày hôm nay. chào anh, xin chào quý vị. Hôm nay anh sau đây anh lên ra anh xem nhật thực còn không? không? Nó chuẩn bị mua mắt kính rồi. À, mình không có mình chưa kịp mua cái mắt kính mắt kính à? hả mang, mang kính ra mà mình sợ nước à, thưa quý vị đây là hình ảnh live trực tiếp từ một lần nữa đang diễn ra đó nhưng mà nó chưa có toàn phần cho nên trời nó vẫn còn sáng Uh -huh. ở Mazatlan, Mexico, Niagara Falls, New York, có thêm hình ảnh mới ở Cleveland, Ohio. Nhiều nơi bây giờ họ mở cái sân vận động cho người ta đến thưởng lãm. Rồi một bên ở Illinois cũng thế. À, rất nhiều người bắt đầu tụ tập về và à, diễn biến à, ngày hôm nay. À, thưa anh, à, tình hình tài chính trong ngành nhập thực này, liệu rằng nó có gây ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý trao đổi chứng khoán không anh? Mình nghĩ là không. không. <laughs> Ai cũng chú tâm về mà thôi đôi clips. Yeah. biết cái cái tỉnh Buffalo là là cái tỉnh mà thấy thô đùi cất. Thô đùi thôi, rồi, thôi. À. nhưng mà ở ngay trung tâm New York tài Chánh á, thì nhiều người họ nói là tôi sẽ trao đổi xong ngừng lại lúc mà nghỉ giải lao nó chạy ra ngoài liếc <laughs> <nghiết, cười> liếc lên một cái yeah. có 5 phút hồ là hết rồi mình Nghe nghĩ không có gì mà uh, impact cái, cái, cái không có ảnh hưởng gì? đến tâm lý trao đổi ngày hôm nay hay yeah, được không um... <laughs> với lại cái tình trạng bây giờ đó giới đầu tư uh, nhận xét là uh, cái lạm phát thì đang ổn định xung quanh cái cái mức bình thường dài hạn nhá uh, uh, cái lãi suất thì hiện tại bây giờ là cao nhưng mà yeah. người người tiêu dùng vẫn là nói chung đi, thận đi trọng tiêu thụ dạ. ô thận trọng mà. Dạ. À. và thì uh, Giới tư, giới đầu tư nói là uh, không có đủ điều kiện để mà khiến cho lạm phát tăng lên cái tăng nữa đáng... no không không có đủ điều kiện để à, mà, tăng. Yeah. mà tăng thì cái đó là một cái những cái um, uh, happening trong ừ. cái thị trường bò à, thị trường bò mộng hút quá yeah. yeah. thì để, yeah. để mà tiếp tục tăng lên yeah. cho nên theo những gì anh trình bày thì thị trường Hoa Kỳ trong năm nay sẽ còn thời điểm này đó dạ yeah, vâng cho đến ngày bầu cử nó sẽ còn <laughs> tiếp tục tăng lên <laughs> còn tiếp tục à, à cái kiến ngày hôm nay là cái công ty gọi là Double Verify uh, một công ty cung cấp nền tảng phần mềm để đo lường cái phương tiện uh, truyền thông kỹ thuật số uh, và phân tích dữ liệu cho phép những nhà quảng cáo uh, tăng hiệu quả và chất lượng cũng như là cái uh, lợi tức đầu tư vào cái quảng cáo kỹ thuật số của họ anh biết quý 4 2023 đó thì doanh thu đã lên đến 172 triệu tăng 29% so với lại quý 4 2022. Yeah. Nguyên một năm 2023 đó thì tỷ biên doanh thu lên đến 572 triệu tăng đến 27%. Um, tỷ số lợi nhuận là profit margin là 12 phân rưỡi Uh, tỷ số hoạt động là như là operating margin nó là à. 22 mươi chấm rưỡi, có bản cân đối kế toán rất là tốt, uh, cái balance sheet đó cho thấy rằng cái công ty này cho có là 310 triệu tiền mặt so với lại 86 triệu tiền nợ. À. À. Um, xưa đến nay thì thì Anthony chia sẻ những cái ý kiến mà cũng như là um, dựa trên những dữ liệu tài chánh, chẳng hạn như ừ. doanh thu, rồi thu nhập, rồi số bán hàng. Nhưng mà đôi khi Anthony cũng có chia sẻ những ý kiến dựa vào khía cạnh, nó gọi là kỹ thuật, những cái đồ thị kỹ ừ. thuật. Và sau đây là một cái công ty nó gọi là Stereo Taxis. Nghe cái tên thì nó hơi nó rất là đơn giản, nhưng mà khi mà miêu tả cái, cái, cái description đó thì nó ừ. hơi phức tạp. Công ty phát triển thương mại hóa các robot phẫu thuật dành cho điện sinh lý học. Mới đầu tôi nghe tôi tưởng là đây là cái hãng xe taxi Thì mà có stereo trên đó. <laughs> Nhưng mà <cười> <cười> là robot. <Đó. cười> <laughs> công ty nghiên cứu các đặc tính điện của tế bào là <cười> <cười> và okay. mô sinh học. Uh, công nghệ robot mm. của công ty giúp cải thiện việc điều trị uh, chứng rối loạn cái nhịp tim đập uh, khi là đập quá nhanh hoặc mm. đập quá chậm ok nên nhớ công ty này rất là nhỏ microcap cái uh, market thì chỉ có mấy trăm triệu thôi quá nhưng mà triệu anh share nhưng mà theo cái khía all. cạnh của kỹ thuật đó, ừ. những cái đường trung bình nó là moving average của yeah. 50 ngày, 100 ngày, 200 ngày nó có đà lên ừ. và có cái giai đoạn đang đột phá. À. thì thì sau một thời gian uh, nó gọi là hợp nhất tức là consolidated rất ừ. là dài vào năm 2022 cho đến bây giờ đang thời kỳ đột phá mà cái relative strength tức là cái uh, chỉ số sức mạnh tương đối đang ổn định và có thể cải thiện. Ừ. Đó. nhưng nhưng vì cái 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 uh, cổ phiếu này nó là rất là nhỏ bởi vậy mình phải sử dụng cái 25% trailing stop. Ừ. Nếu mà xuống 2 đồng 25 thì nên bán bây giờ là. Bán. <cười> <cười> tức là phải bán. Hôm nay chỉ có hai cái đó thôi chỉ hai cái đó thôi như ừ. lại giờ mình muốn uh, nói về về cái bài uh, uh, gọi là survey của nationwide ừ, thăm dò. dạ Phục thăm dò. nói là cái số người lái vẫn tiếp yeah. tục bị mất tập trung nhất là ừ. những người commercial driver là như xe, xe, mà tải xe tải đó, xe, tải, chỗ, ch xe truck, chở chợ, đơn yeah. đơn biết 55% sử dụng GPS nha ừ. rồi 36% text yeah. 27% nói chuyện điện thoại và 13% cũng như là vào để mà coi mấy cái social ừ. media anh à, à biết mà khi mà xe tải mà lái đó trung bình là cái chừng 45 miles per hour Ồ, mà anh take lắm off Tôi thấy nhiều chiếc xe chạy trên đường phố nè, Magnolia dạ. nó chạy sáu chục mai luôn đó. <laughs> chạy mà mình chạy cũng nhanh rồi mà dạ. nó còn đuổi theo mình nữa. Dạ. Hiện tại bây giờ đó là có 16 tiểu bang không có pháp luật gì hết để mà cấm dùng điện thoại. 26% tiểu bang thì đã có. Anh biết riêng cái state Ohio state ừ. đó vừa mới được pháp luật 2022 thì 16% cái accident bởi ừ. dùng điện thoại đó nó giảm xuống 16%. À nếu có luật. Yeah. Mà cái accident mà tử vong đó ừ. nó giảm xuống 25%. Cái này là commercial driver mà mình nghĩ là những người lái bình thường như mình đó ừ. cái con số nó cũng giống như vậy. Dạ. Yeah. À, bên cạnh đó tin tức chúng tôi đọc được cho thấy rằng California đang lâm vào cái vấn nạn tin tức mới nhất vào hôm thứ chủ nhật hôm qua đó thì họ đưa ra những cái bình luận mà bây giờ ngay cả ông thống đốc Gavin Newsom nó cũng chưa có tìm cách nào để giải quyết cái tình trạng bảo hiểm dạ. rút ra khỏi California. Dạ. Đó là California bây giờ hai nơi mà đang đương đầu lớn nhất đó là California với lại Florida. Florida đúng. À, biết mình mình thấy như vậy là là mình thấy nó hơi cũng như là quá đáng ừ. so sánh với lại Florida nó còn thảm nhiều hơn phoi đa cái gì mà um, trung trung bình bảo hiểm có nơi trả 16 000 một năm anh dạ thưa đúng dạ có nhiều hãng là cũng là, như là uh, phá sản có nhiều hãng mà dạ. không viết nữa và nhiều hãng còn lại đó thì giá cả lên cao càng... rồi càng à càng tới gần mùa bão và nói trong tháng 6 tháng 7 này nhiều hãng bây giờ bắt đầu rất là lo dạ. cho nên bây giờ họ bắt đầu tăng tăng tăng. Dạ. Những ai mà bắt đầu đi tìm kiếm mua thì bây giờ đương đầu với cái giá bảo hiểm lên như thế. Dạ. California thì sao anh? Bây giờ nếu mà tình trạng như vậy thì um, mình có đi tìm một cái bảo hiểm cho nhà của mình, đặc biệt là những người mua mới mua nhà đây theo anh thì biết là bị hiện tại bây giờ hai hãng mà vẫn còn uh, tiếp tục viết ấy, là mm. Mercury là một, Triple là hai mm. nhưng mà áp đặt điều kiện rất là khó khăn tức là bắt mình chụp hình mm. bốn phía chụp hình dưới cái sân, yeah. Anh phải nộp rồi 15 ngày mới trả lời được mm. hay là không? Yeah. đó. Thì ngoài hai, hai hai cái công ty đó còn mm. nhiều rất nhiều công ty ở cũng như nó gọi là out of state là yeah. giá nó hơi cao à. À, thật nhanh thưa quý vị à, những hình ảnh nhật thực bây giờ ở bên Mazatlan bắt đầu nó à, ăn rồi à, mặt trăng <laughs> ăn vào mặt trời rồi cho nên chúng ta thấy nãy giờ chúng tôi chờ đó thì thấy bắt đầu trời nó hơi hơi mờ mờ đi rồi à, những người dân mexico họ đứng đây đó họ bắt đầu họ nhí nhít lên nhìn lên bầu trời rồi rồi những nơi khác vâng à, cũng bắt đầu để ý tới. Lẽ đương nhiên ở miền Nam California người dân cũng sẽ ra thành đường phố bâu xa để xem hiện tượng à, 11 giờ mấy đó là dường như là đã ăn phân nửa rồi. 11 giờ lẻ 7 lẻ 8 phút khoảng đó đến đến trưa nó như qua nhanh xong rồi nó rút à, về lại. Nhưng mà ở các nơi này thì là hiện tượng à, Toàn phần. À, thật nhanh, đó, thưa quý vị, hồi nãy chúng tôi có đề cập đến cái bản tin mà không biết được New York có lấy được 455 triệu Mỹ Kim không hay không. Đó. Thì bây giờ họ nói rằng nếu mà trong trường hợp cuối cùng ông Trump mà thua đó, thì thực sự bây giờ nếu ông có thể khai phá sản để ông không có bồi thường cái số tiền mà lên tới 455 triệu, cộng thêm phân tiền lợi đủ hết lên trên oh. 500 triệu Mỹ Kim luôn anh nữa. Yeah. Cho nên bởi vì khi mà anh, họ nói rằng bên phía... Bộ Tư pháp New York khi họ đã nắm bằng chứng quá nhiều rồi đó, anh kháng cán cách máy lên nữa, anh anh cũng thua. Cái, thì không biết được lấy được số tiền nào. mà mình không ngờ đó là uh, rất là nhiều người support ông Trump. À, vâng. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả, cảm ơn anh Anthony rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh, xin kính chào. Hẹn với quý vị vào chương trình kỳ tới.